Chào quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã tới. Mình bắt đầu phần thứ hai của thiền thất mùa hè. Để xem thử coi tối nay Internet có câu hỏi. Jumi asks, Jumi hỏi, con ngồi thế kết già mà không có nhập định, rồi con cảm thấy là nó bị đè nặng ở trong đầu, rồi toàn thân con thì đau nhức, rồi chóng mặt nữa. Thì thầy nói là phải trải nghiệm cái không, rồi mình phải có lòng tin, rồi phải nỗ lực, rồi chịu cái đau. Nhưng mà bây giờ là con không có lạy được, mà cũng không có quét dọn chùa được hết á. Thì bây giờ con phải làm gì đâu? Con sợ là con không có trải nghiệm được cái không, thì con cần phải làm gì? Thì thầy kêu thì là đi chùa nhà tắm đi. Cô có thử chùa nhà tắm chưa? Thì đây là một cái câu hỏi là có lý, là quý vị tuân theo hướng dẫn nhưng mà tại sao mà lại không có cảm nhận được cái không. Thì chúng tôi cũng không có biết là quý vị nói là trải nghiệm cái không là như thế nào, ý như thế nào. Nhưng mà quý vị là nên tuân theo những cái lời hướng dẫn và đừng có trông chờ gì đó, là quý vị đừng có trông mong là quý vị sẽ thành công, mà chỉ có tuân theo cái lời hướng dẫn thôi. Tại vì không có một ai là có thể cam đoan với quý vị là quý vị sẽ nhập định đâu. Không có ai hết á. Cho nên đó là những cái điều mà quý vị có được đó, là quý vị tuân theo lời hướng dẫn và hy vọng rằng quý vị sẽ có khả năng, có thể là quý vị sẽ có được và có thể là quý vị không có được. Thì đây là sự thật. Cho nên đó là đây là những cái điều mà chúng tôi có để mà cung cấp cho quý vị. Có ai có ý kiến gì hay không? Hoặc là có những cái lời an ủi cho cô này hay không? Không có hả? Okay. On the other hand, mặt khác, khi mà thầy mới bắt đầu thì thầy chọn học thiền từ cái người mà thầy cảm thấy rằng cái thời đó là vị thiền sư giỏi nhất mà thầy có thể tìm kiếm được. Và đó là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Thì là thầy bắt đầu là thầy đi tới gặp đệ tử của Ngài, rồi họ dạy cho thầy cái này, dạy cho thầy cái kia. Mà cái điều liên tục là đó là những cái lời hướng dẫn của Hòa Thượng Tuyên Hóa mà được thông dịch qua bên tiếng Anh. Mà thầy thì không có cái thông dịch qua bên tiếng Việt, mà cũng may chứ không là tại vì thầy sẽ không có tin tưởng cái lời dịch thông dịch bằng tiếng Việt đâu. Thì những cái điều mà thầy có là chỉ có những cái lời hướng dẫn của Ngài được thông dịch qua bên tiếng Anh. Thì những cái lời hướng dẫn của đệ tử của Ngài ấy, thì là họ đã cố gắng nhưng mà thật ra là nó không có giúp đỡ gì được hết. Là đó là trải nghiệm của thầy, là chỉ có những cái lời hướng dẫn. Thành ra là mỗi khi mà thầy có vấn đề, thầy không có thể nào mà tìm được một ai mà có thể cho thầy một cái lời hướng dẫn câu trả lời. Thì ví dụ như là cái chân của thầy là nó rung, nó lắc. Thì trong vòng vài ba năm là thầy tu luyện như vậy mà không có một cái sự hướng dẫn nào chính đáng hết á. Thì là một ông Tăng thì nói thầy thế này, xong rồi thầy thử. Xong rồi ông Tăng khác thì nói ngược lại, xong rồi thầy thử. Thành ra là thầy cứ thử cái này, thử qua cái kia. Sau vài ba năm trời, sau khi mà ở bên đó hai năm là cái chân của thầy nó bắt đầu nó lắc. Rồi cái thầy mới hỏi là nên phải làm cái gì mà không có được ai cho cái câu trả lời hết á. Thì đại khái là người ta nói là tôi không có biết. Cho nên là quý vị thấy đó, không những là ở cái nơi tốt nhất mà thầy có thể học thiền, quý vị có thể học thiền, thiền chán. Thì cái trải nghiệm là
những người đệ tử là giỏi của Ngài. Mà thật ra Thầy chẳng có bất cứ một cái lời hướng dẫn riêng tư nào hết. Hoặc là Thầy cũng không có tiến bộ gì được hết. Trong vòng 4 năm rưỡi ở đó, thì là cái tiến bộ của Thầy là nó tệ hại lắm. Cũng may là nó miễn phí, chứ không là Thầy đã đòi tiền lại rồi. Cho nên là quý vị thấy đó, cái này là nó khó lắm. Cái này là cách mà thiền trản người ta dạy ở bên ngoài. Quý vị có một số những cái lời hướng dẫn rồi, hy vọng rằng từ người thầy giỏi nhất mà có thể có được. Mà đối với thầy thì là ở đó là thầy tốt hơn, là thầy có cái môi trường tốt hơn. Tại vì ở cái chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa thì rất là an toàn, rất là an lạc, mà chúng tôi được chăm lo rất là tốt. Tuy nhiên, trong vòng 4 năm rưỡi cũng vẫn chưa có đủ. Cho nên là quý vị có những cái lời hướng dẫn đó có thể là không có phải là cá nhân, nhưng mà đó là những cái lời hướng dẫn từ cái vị đại sư. Rồi sau đó là có cái môi trường chân chánh, cái nơi tốt cho quý vị để quý vị ngồi thiền. Mà thật ra là sau 4 năm rưỡi, Thầy cũng vẫn chưa có thể nào tiến bộ nhiều. Và đối với cá nhân của Thầy, là background của Thầy, thì Thầy rất là thất vọng. Nếu như mà không phải là vì những cái điều kiện khác là Thầy đã bỏ cuộc rồi. Có một điều là khiến cho Thầy là cứ tiếp tục đi tới là do bố mẹ của Thầy. Và là Thầy từ chối, không có chấp nhận sự thất bại. Là Thầy không có chấp nhận là thua cuộc đâu. Thầy trở thành người tăng để mà học thiền thì bắt buộc là Thầy sẽ phải học thiền. Cho nên là nếu mà bỏ cuộc thì là chẳng qua cũng giống như là Thầy chấp nhận với bản thân của Thầy là Thầy thất bại. Cho nên là Thầy từ chối, không có thừa nhận cái sự thất bại. Cho nên Thầy cứ tiếp tục. Và tới cuối cùng thì Thầy có khả năng là tự Thầy tu thiền, và Thầy cũng may mắn là Thầy có đủ sự ủng hộ để mà Thầy có thể làm. Là đại khái là họ ruồng bỏ Thầy, họ từ chối Thầy. Rồi coi như là người ta không có muốn Thầy ở đó nữa. Cho nên là đó là cái điều kiện rất là khó khăn. Mà thật ra là những cái điều kiện khó khăn đó là những cái công cụ rất là tốt cho Thầy. Khi mà những cái gì điều mà quý vị có ngày hôm nay là thật ra là cái môi trường rất là shelter, là được bảo hộ kỹ càng. Khi mà quý vị có những cái điều tương tự, rồi quý vị có những cái lời hướng dẫn cũng tương tự như vậy. Mà thật ra là còn phù hợp hơn so với những cái người phương Tây. Rồi những cái điều mà Thầy có được từ sư phụ Thầy thì lại là kiểu của người Tàu, cái tâm thức của người Tàu. Và đó là những cái điều mà Thầy có được. Mà không có một ai là trả lời câu hỏi của Thầy. Thiền trản là phải có cái sự điều chỉnh. Khi mà quý vị tu, quý vị có những cái điều nó xảy ra đối với quý vị thì nó cần phải có cái sự điều chỉnh. Cho nên là cái sự điều chỉnh cá nhân là nó rất là quan trọng. Chính vì vậy mà quý vị ở đây là quý vị có những cái lời hướng dẫn cá nhân, và quý vị có cơ hội để mà hỏi câu hỏi. Mà thật ra Thầy cũng không có biết lý do tại sao khi mà sư phụ của Thầy dạy thiền trản, không biết là tại sao những cái phần đó là được không có được thâu lại xong rồi lại cho chúng tôi. Mà thật ra là người ta chỉ có chọn là thông dịch một số những cái phần nhỏ, rồi sau đó là họ có cái quyển sách là Cẩm Nang Thiền. Thật ra là cái quyển Cẩm Nang Thiền đó thì là nghe cũng có vẻ rất là tốt, là đối với những cái sự vững vàng của cái lời dạy thì là rất tốt. Nhưng mà thật ra là đó không phải là những cái điều mà sư phụ Thầy dạy. Tại vì Thầy không có tưởng tượng ra được là sư phụ của Thầy sẽ dạy thiền như vậy. Tại sao mà họ lại lấy những cái điều mà Ngài dạy rất là đẹp như vậy, xong rồi là họ chặt bỏ rồi
chuyển qua thành những cái điều gọi là cẩm năng thiền, thì đối với thầy cái đó là hơi là thất vọng. Tại vì thầy cảm thấy rằng thầy học hỏi được nhiều từ những cái điều mà thầy mà của ngài là từ những cái quyển mà trong cái quyển sách cũ gọi là Listen and Think. Thì bây giờ là họ không có xuất bản nữa. Thì cái quyển cũ đó thì là cái quyển Listen and Think số 1 và số 2, thì cái đó nó rất là hay. Đó là những cái lời trao đổi giữa ngài và những người đệ tử. Thì như vậy là nó thú vị hơn và nó sâu sắc hơn rất là nhiều so với cái quyển mà gọi là Cẩm Nang Thiền. Thành ra là quý vị thấy đó là họ chỉnh sửa nhiều quá đi. Mà là họ xuất bản ra những cái thứ mà cho người phương Tây, cho khán giả phương Tây, mà họ lại chặt bỏ rất là nhiều thứ từ bên quy ngưỡng rồi. Cho nên là thầy rất là thất vọng. Thì còn chúng tôi làm thì hơi khác một chút, là từ những cái điều mà thầy trải nghiệm, thì chúng tôi cũng cho quý vị một cái môi trường chân chánh. Dĩ nhiên là có thể là bớt cái sự bảo hộ, rồi là nó cũng hơi sập sệ hơn, thì đại khái là cái đó là cái môi trường tiêu biểu của bên quy ngưỡng. Nhưng mà những cái lời hướng dẫn là nó phù hợp, chỉnh sửa tốt hơn đối với quý vị. Mà ngay cả những người tàu trẻ thời bây giờ thì thật ra là họ có thể hiểu những cái lời hướng dẫn của chúng ta tốt hơn, là tại vì cái trình độ giáo dục khác nhau. Cho nên đó là quý vị có những cái điều đó, và những cái điều mà quý vị cũng có mà thầy ngày xưa không có, là thông qua 15 năm qua thì những người này họ đã tuân theo, làm theo những cái lời hướng dẫn, thực hành những lời hướng dẫn. Thì quý vị có một nhóm những cái người là họ có đủ mọi trình độ, từ trình độ thấp của những người mới tới cho những người tới trình độ rất là cao, mà đã vượt qua khỏi trình độ của đệ tử của sư phụ của thầy rồi. Cho nên là quý vị thấy đó, những cái điều mà chúng tôi làm ở đây á, là cái đó là gọi là cái cách huấn luyện của bên quy ngưỡng mà khá là đặc biệt. Thì cũng tương tự á, là nó cũng tương tự như những cái điều mà thầy đã trải qua khi mà so với lại bên chùa của sư phụ thầy. Thì là nó cũng tương tự như là cái chương trình tiến sĩ, thạc sĩ tiến sĩ vậy đó. Thì thầy cũng đã trải qua cái chương trình thạc sĩ ở bên trường đại học của Mỹ rồi. Thì là những cái người mà đồng học của thầy là họ rất là thông minh, mà họ được xem giống như là thiên tài. Thầy là chỉ là mấy cái người mà cấp thấp thôi. Thì ở trong cái môi trường đó là thầy cảm thấy nó rất là tuyệt vời, là tại vì những cái người học trò là quý vị học rất là nhiều so từ những người sinh viên, học sinh. Tại vì là khi mà ở gần những người đó thì thầy học được, họ dạy cho thầy về văn hóa, rồi những cái tri thức của họ là khủng khiếp lắm. Thì đó là những cái điều mà chúng ta có ở đây. Có thể là người thầy giống như là thầy là cũng không có quan trọng như giống như vậy đâu. Nhưng mà quý vị có cái môi trường này. Là nếu như mà quý vị cứ theo along tôi á, thì là những cái điều mà người ta đã làm rồi. Thì quý vị cứ làm theo thôi. Thì nó rất là đặc biệt. Thank you. Don't burn yourself. Is it hot? Cảm ơn. No. Đừng có để bị bỏng tay nha. Không có nóng hả? So, my recommendation to you. Cho nên đó là cái lời khuyên của thầy đối với quý vị là is to follow the instructions. Là quý vị cứ tuân theo những cái lời hướng dẫn thôi, rồi quý vị đã có cái môi trường tốt rồi, thì từ từ là tự động thì quý vị sẽ ở cái nơi mà quý vị phù hợp. Nếu như mà quý vị nỗ lực thì quý vị sẽ tiến bộ. Thì đó là cái trải nghiệm của chúng tôi. Thì nó khá là đặc biệt. All right,
any other questions? Còn câu hỏi nào khác hay không? Master, thưa thầy, last Sunday when I was Chủ nhật vừa qua, khi mà con ngồi ở trong cái Phật điện này, thì con có cảm giác rằng là con nhận được cái thông điệp. Thì con cũng không có biết là cái thông điệp này là tốt hay là xấu, nhưng mà đại khái là nói rằng khi mà ngồi trải qua cái đau thì đại khái là có những cái phần gọi là entity. Là nếu như mà mình học mà mình quan sát, mình học theo thì là quý vị có thể trở thành cũng mạnh mẽ giống như là cái entity đó, giống như cái phần đó. Và sau này từ từ là mình sẽ biết học hỏi, mình sẽ biết được những cái mánh khóe của họ, rồi có thể là mình sẽ đối đầu lại được với họ. Nhưng mà cái thông điệp đó, khi mà con nhận được cái thông điệp đó thì con lại có cái câu hỏi. Thì là con có nên tiếp tục nghe theo rồi cố gắng là quan sát hay là con làm lơ? Nếu như mà cần thầy nghĩ là con làm lơ thì là cũng không có cần phải trả lời câu hỏi. Khi mà quý vị thiền thì đó là những cái cảnh giới nó sẽ xảy ra là nó khá là thường xuyên, nhiều hơn so với những cái điều quý vị nghĩ. Thì cho dù là quý vị đã có được cái thông điệp, hoặc là quý vị có cái linh ảnh, hoặc là quý vị hiểu được cái gì đó, thì đó là những cái chuyện nó xảy ra. Và cái quy luật chung chung á, cái đó nó chỉ được gọi là cảnh giới thôi. Cái cảnh giới của cái tâm thì là khi mà quý vị có khả năng thấy được cái linh ảnh. Rồi ví dụ như ở San Jose, họ thấy cái linh ảnh là thấy một cái ông già tóc trắng mà không có răng. Rồi bảo là ông cũng vẫn còn nhớ những cái điều đó, hả? Đâu có cái gì là thú vị đâu. Cho nên là những cái điều này nó không có phải là hiếm hoi gì đâu. Rất là thông thường là khi mà người ta thiền là người ta thấy được những cái điều đó và họ có thể thấy được. Rồi họ có thể nghe được. Vân vân. Đó là những cái điều khá là thông thường, thành ra không có cái gì để mà thú vị hết đó. Hoặc là nếu mà người ta nói là quý vị có thể học hỏi được thì quý vị chắc chắn là có thể làm lơ. Chả có gì to tát đâu. Được không? Nếu như mà những cái cảnh giới đó nó khởi lên rồi nó khiến cho quý vị, cái quy luật chung chung là nếu như mà nó khiến cho quý vị là rất là tự hào về bản thân, nó khiến cho quý vị tham lam, nó khiến cho quý vị là tự mãn hoặc là hào hứng. Ồ, tôi mới học được cái gì đó, tôi mới hiểu được cái điều gì đó. Thì đó là những cái cảnh giới là quý vị đơn giản là chỉ có thể làm lơ thôi. Cho nên là khi mà quý vị thiền là những cái chuyện đó nó xảy ra bình thường thì quý vị cứ quan sát, rồi quý vị chia sẻ với quý vị, với chúng tôi, rồi quý vị có thể thấy được là vua hoặc là cung nữ hoặc là vợ vua gì đó. Nhưng mà đó chỉ là những cái chuyện thị phi thôi, thành ra nó không có chuyện gì to tát hết đó. Cho nên có gì chứ, nếu như mà đời trước thì quý vị là vua đi, thì đời này là nó có lợi lạc gì chứ, nó có lợi lạc gì đối với thầy, hoặc là nó lợi lạc gì đối với quý vị. Nếu như mà quý vị tiến bộ thì là nó cũng đâu có lợi lạc gì đâu. Nếu như mà có người mà nói rằng là tuân theo tôi đi thì tôi sẽ dạy cho quý vị, rồi là cũng sẽ có cái quyền lực giống như của ta, thì cái đó nó thật ra là nó cũng là từ cái lòng tham của quý vị thôi, chứ cái đó đâu có phải là cái cách của chúng tôi là thiền đâu. Rồi quý vị ngồi đó rồi quý vị bảo chứ là tại sao con ngồi đây mà con chẳng cảm nhận được gì, được cái không hết đó. Thành ra là cái câu hỏi đó là nó là cái gì? Cái đó là chẳng qua là cái sự tham lam. Tôi tham lam là nói là tôi muốn thâm nhập vào cái cảnh giới không. Thành ra là quý vị biết không, thầy trải qua những cái trường mà hàng top luôn đó, mà thầy cũng may mắn là thầy không có học hỏi gì nhiều hết đó. Tại vì những cái người này là họ giỏi dễ sợ lắm. Thì đối với thầy đó là một cái pleasure khi mà thầy có khả năng mà thầy có thể rub elbow, có thể
cụm trọ đối với những cái người này mà những cái người giỏi, những cái bộ óc lớn mà họ có thể làm được những cái điều vĩ đại cho quốc gia, thì chúng tôi là có những học cho học sinh là quốc tế tới từ bên Pháp, bên này bên kia. Mà thầy là cũng không có ngạc nhiên là thầy cũng không có còn liên lạc với họ, là tại vì là thầy là trình độ thấp quá đi cũng không có đáng. Nhưng mà những cái người này là họ là những cái người mà đứng đầu trong những cái lĩnh vực mà họ làm. Và đối với thầy thì là đó là một cái trải nghiệm rất là humbling experience, là thầy có đủ khả năng để mà thầy có cơ hội để mà gặp gỡ những người mà thiên tài, những người giỏi. Thì thật ra là đối với thầy là đó là những cái điều mà quý vị có ở trong cái môi trường này nè. Thầy không có ấn tượng gì với người thầy hết, nhưng mà thầy rất là ấn tượng với những người sinh viên đó. Mà giống như là ngày hôm nay là thầy cảm thấy thì là những cái người học sinh đó là họ còn giỏi hơn cả những cái người thầy nữa. Tại vì họ là những cái người mà trở thành triệu phú, tỷ phú, chứ đâu có phải là mấy ông giáo sư đâu. Tại vì là thời đó là đối với thầy là mấy cái ông thầy giáo, giáo sư của Harvard này nọ nổi tiếng rồi nói về những cái lý thuyết về sự cạnh tranh vân vân, thì thật ra nó chỉ là từ ngữ thôi. Thì tài toàn là những cái điều vô lý không à. Nếu như mà quý vị đi ra khỏi cái cuộc sống thực sự là quý vị là phải cạnh tranh, rồi quý vị ngồi ở trong một cái hàng lãnh đạo mà quý vị hoàn toàn không có biết là cái công ty nó đang có cái chuyện gì nó xảy ra. Thành ra là con người là những cái người mà quý vị nói chuyện, rồi quý vị có khả năng hỏi câu hỏi, thì đó mới là thực sự. Và thầy cũng không có ngại để nói cho quý vị biết là những người ở đây nè, thì là có thể là họ có nhiều cái trình độ giáo dục khác nhau, hoặc là tiền bạc cũng khác nhau, mà đại đa số là họ đều là nghèo hết đó. Nhưng mà đó là những cái người là thượng nhân. Họ là những người rất là giỏi. Và nếu như mà quý vị có một nhóm người ở đây là tất cả những cái điều mà họ làm hoặc là họ đụng với ai đó thì là đều sẽ có những cái gọi là magic touch, là của cái dòng quy ngưỡng, là cái đụng thần kỳ mà là rất là khó để mà quý vị có thể trụ lại ở đây. Tại vì những người này là họ có cái tiêu chuẩn rất rất là cao. Màu đỏ. A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, trong lúc fasting cái tuần đầu tiên á, thì con ngủ rất là nhiều, nhưng mà bây giờ bắt đầu thì con thấy là ít hơn, thì thầy làm ơn cho con cái instruction, so what should I do? Thank you thầy. Master, during the first week of fasting, I sleep a lot, but now I don't feel that I want to sleep that much anymore. Could you please give me instruction what I should do? Work harder. Thì nỗ lực nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Push yourself. Thì là cứ đẩy mình hơn. Làm nhiều hơn so với những cái điều mà cô làm. Ví dụ như là ngủ ít hơn, rồi thiền nhiều hơn. Ngủ ít hơn. Màu trắng. Con cảm ơn thầy. Khi mà con thiền ở nhà thì có nhiều khi là con thiền rất là sâu, thì con nghe được những là cái âm thanh lớn. Rồi con kiểm tra với những người đó, những người xung quanh, bảo cũng không có biết là cái đó là cái gì, không biết là nó tốt hay là nó xấu. Thì thầy nghĩ là thầy tin tưởng là đó là những cái điều mà nó xảy ra khá là thông thường, là hầu như là mỗi ngày, thì phải không? Thì ông bảo là mỗi khi mà ông thiền sâu thì nó xảy ra. Còn thầy bảo chứ là cái này là nó xảy ra ở nhà thầy mỗi ngày, là tại vì cái nhà của thầy là nó cũng có những cái tiếng crack, creak này nọ. Rồi sau đó là thầy là khó chịu lắm. Ủa, cái chuyện gì nó xảy ra vậy? Hay là con chuột nó chạy hả? Hay là có người nào là họ đang là muốn đột nhập vào nhà? Thì là cái bản tính của thầy là hay khó chịu lắm.
Thành ra là cứ lâu lâu mà mình nghe những cái tiếng ồn, những cái tiếng crack này nọ thì mình cứ nghe. Rồi cũng giống như là vỗ tay vậy thôi, hoặc là nhiều khi là quý vị đang là ngủ gật thì có người nào đó họ muốn đánh thức quý vị. Thành ra là đừng có lo gì hết, cái này nó chỉ là cảnh giới thôi. Quý vị thấy cái này, quý vị nghe cái kia. Nếu mà thấy, nghe gì thì nó cũng chỉ là cảnh giới thôi, thành ra là chỉ quan sát thôi. Là đó là những cái điều mà quý vị làm là theo dõi nó thôi. Đừng có phản ứng. Rồi là những cái chuyện gì mà nó xảy ra là quý vị chỉ có quan sát nó thôi. Thành ra là đừng có quá hào hứng, hoặc là đừng có từ chối, hoặc là đừng có thất vọng, đừng có ngủ, mà quý vị phải đấu tranh. Cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục đẩy bản thân mình, nỗ lực thêm. Mà đừng có phản ứng lại. Nếu như mà nó có tiếng ồn thì cứ để cho nó tiếng ồn. Còn nếu như mà cái nhà mà nó cháy thì cứ để cho nó cháy. Tại vì nếu như mà quý vị là không thì mà ai mà quan tâm nếu như mà cái nhà nó cháy đâu. Thì cái đó là cái cách mà quý vị trải nghiệm được cái không. Màu đỏ. Cảm ơn Master. Tôi có Master의 그 인스트럭션을 따르면 내가 원하는 것을 가질 수, 내가 원하는 공을 체험할 수 있다라는 거래 기념으로 접근했던 것을 사죄드립니다. 그런 가르침을 주셔서 감사드립니다. So thank you, Master. Con cảm ơn thầy. Con nhận ra được rằng là khi mà con nỗ lực thì là con đã quyết định là nếu như mà con chạy theo, tuân theo những cái lời hướng dẫn của thầy là con sẽ trải nghiệm được cái không này. Nhưng mà con bây giờ con mới hiểu, thành ra là con cảm ơn thầy, cảm ơn những lời hướng dẫn của thầy. Còn ai khác không? Màu trắng. Con cảm ơn thầy. Con có cái vọng tưởng là con có cái sợ thì là khi mà nói về những cái người mà rất là thông minh, tài giỏi mà làm được những cái điều to lớn. Thì con nhìn vô một số những cái ví dụ như là những cái sáng chế, chẳng hạn invention. Thì con không có thể nào mà nói được rằng là cái người mà họ sáng tạo ra những cái điều đó là họ có phải là dùng cái phước báo đó hay không? Ví dụ như là cái người mà họ sáng tạo ra cái xe, chẳng hạn cái máy xe, thì là người ta là cái cuộc làm cho cuộc sống của người ta rất là thoải mái, nhưng mà lại tạo ra những cái tổn hại cho môi trường, ví dụ như là ô nhiễm vân vân. Nó thuận tiện nhưng mà lại tạo ra cái ô nhiễm môi trường xung quanh chúng ta. Rồi một cái ví dụ gần đây là ví dụ như là trong văn phòng thì là có những cái chương trình software thì là giúp cho con người làm đủ mọi thứ hết đó, giúp họ đỡ cho họ trong trường học hoặc là trong chỗ làm, nhưng mà đồng thời là nó cũng tổn hại. Ví dụ như là những cái chỗ mà làm từ thiện chẳng hạn, ví dụ như là Hội Chữ Thập Đỏ. Thì cái công việc của họ là trở nên là họ chỉ có làm những cái tấm slide là để giúp đỡ người ta, cứu giữ độ người ta, thay vì là đi ra ngoài để mà thực sự giúp đỡ người ta. Thì thầy có thể nào giải thích cho con hiểu là những cái sáng chế đó, những cái phát minh đó là làm sao mà con biết được that's good, that is not going to become the next plastic kind of. Nếu như mà con làm những cái điều đó thì nó sẽ không có phải là tạo ra những cái hậu quả xấu, ví dụ như là tạo ra cái plastic thing.
that will do everlasting damage as well. Là giống như là mấy cái bọc ni lông á, là nó không có nó không có tiêu hủy được. Thì thầy bảo thầy cũng không có biết nữa, tại vì thầy đâu có thấy được tương lai đâu. You're thinking too much. Quý vị, ông suy nghĩ nhiều quá. Và đó là chính xác là những cái điều mà ông không nên làm khi mà ông thiền. Cái tập quán của ông là ông cứ tiếp tục suy nghĩ về những cái vấn đề quan trọng. Thiền chán là quý vị có được cái kỹ năng để mà cái tư tưởng của quý vị là nó ngưng lại, rồi quý vị không có suy nghĩ gì nữa. Thì cái đó là cái kỹ năng mà thứ nhất trước tiên là quý vị phải có. Cho để mà khi mà cái lúc mà quý vị đi làm á, thì quý vị có thể áp dụng được nỗ lực, thì quý vị đã sẽ có khả năng là tạo ra những cái kết quả và có hiệu quả. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là cái kết quả cuối cùng đối với cái công việc của quý vị là tùy thuộc vào cái aspiration của quý vị, cái lý tưởng của quý vị. Cho nên là thực tế đi. Thứ nhất là quý vị là phải có những cái kỹ năng mình đang là thầy đang nói là một nhóm những cái người ở đây là họ đã phát triển được những cái kỹ năng riêng của họ. Thì quý vị có thể nói là phép màu hay gì đó, là người ta là phát triển những cái kỹ năng là kỹ năng thiền. Thì nó có thể tóm tắt lại là quý vị có khả năng là làm ngưng động cái tư tưởng của quý vị, lắng cái tư tưởng của quý vị, ngưng cái tư tưởng. Thì đó là cái kỹ năng mà quý vị phải làm được. Ông cũng chưa có tới đó đó, ông vẫn chưa có thể nào mà lắng cái tư tưởng lại được. Ông cứ ngồi đó xong rồi là cứ suy nghĩ chứ tôi nên làm cái gì với cuộc sống của tôi đây, rồi tôi sẽ trở thành như thế nào. Thì câu trả lời là thầy có thể suy nghĩ được là cái chuyện gì đến thì cứ để cho nó đến, giống như trong cái bài hát đó. Thì là phải có cái lòng tự tin là mẹ của ông là đã cho ông, cũng giống như là ở trong cái phim vậy đó. Cứ thấy nó đẹp hay không? Thì đó là những cái điều mà quý vị nên cho con cái của mình. Thì bất cứ cái chuyện gì nó xảy ra, cái gì nó đến thì cứ để cho nó đến. Mà cái sự thường hằng là cái tâm của quý vị. Và thầy cho quý vị một cái bí mật nè. Tại sao quý vị có khả năng mà lắng cái tư tưởng lại? Có ai biết không? Có ai mà ở đây lâu rồi là quý vị có biết được hay không? Thì làm cách nào để mà quý vị ngừng cái tư tưởng đây? Cái này là rất là bên Phật giáo. Mà cảm ơn Chúa là những người mà bên đạo Công giáo là họ không có biết được. Thì làm cách nào mà mình có thể lắng cái tư tưởng của mình đây? Ông thầy già. Cái kinh nghiệm của con là nó xảy ra thì kệ nó, mình làm lơ. Là một cái, hoặc là thỉnh thoảng mình thử mình nghe những cái đại nhân chẳng hạn Hòa Thượng Tương Hóa mà đọc chú Đại Bi đó, mình bỏ vô earphone mình nghe, thì tự nhiên mình có may mắn mình nhập định thì tự nhiên không cần cái gì hết. Dù tốt hay xấu như thầy sao nói đó, là mình làm lơ đi, giống mình coi phim vậy thôi. Đấy. Okay. So Master, what I learned is like we just ignore it. And then the second thing you can do is like you can listen to the great master, for example, Master Xuanhua. You plug in the earphone, listening to his recitation of the Great Compassion Mantra. And if you are lucky, you can enter samadhi. And whatever the outcome, good or bad, you just ignore it. Okay. Anyone else? Còn ai khác nữa hay không? Green. Màu xanh. Thank you, Master. Con cảm ơn thầy. Nhưng cái điều mà thầy Hiền Chỉ mới nói, Thiền Chỉ mới nói là nghe băng của Hòa Thượng Tuyên Hóa, rồi nghe hoặc là nhiều khi là
đứng lên hoặc là ngồi hoặc là gì đó hoặc là làm những cái điều gì đó hoặc là làm việc chẳng hạn, làm cho tới khi nào mà mình mệt mỏi, mình đổ mồ hôi thì đó là những cái điều mà con làm. Thì thầy bảo chứ còn gì khác không? Q&A bên Go For It. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, trong cái quá trình tu tập mà lâu năm đó thì con thấy rằng khi mới vào tu thì cái tâm nó gọi là tạp loạn hay là tán tâm, không có thể chú ý được cái gì hết. Rồi theo một cái pháp môn hoặc là niệm Phật hoặc là trì chú hoặc là thiền thì cái từ từ nó trở thành đa niệm, ở trong tâm mình nó có nhiều niệm lắm. Rồi tiếp tục nữa đó, thì cái niệm nó giảm bớt đi, rồi là thiểu niệm, rồi cứ tiếp tục tiến như vậy với cái tâm là không có nôn nóng, như là mình ăn cơm từ từ rồi nó no thôi, thì từ thiểu niệm thì đi tới nhất niệm. Thì khi mà được nhất niệm rồi thì tới một cái giai đoạn sau cùng có thể đạt cái vô niệm, là tư tưởng nó ngừng lại. A Di Đà Phật. Master, for my personal experience through so many years of practice, I find out like for the beginner, when they first start to cultivate, their mind has a lot of thought. So it's called tap niệm, like their mind is so scattered, they cannot focus on anything. And then if they pick any of the method to follow, for example, recite the Buddha's name, recite the mantra or meditation or whatever, then from the scattered thoughts, they will shrink down to many thoughts. And then if they continue to practice, and then eventually it will reduce to become less thoughts. And then she said, when you practice, you cannot hurry. It's similar to when you eat. If you eat and then eventually you will get full, you don't need to be hurry. And from the last thought, you continue, it will bottle down to one thought, and then eventually you will enter the state of no thought, and then all of the thoughts stop. Okay, anyone else? Còn ai khác nữa hay không? Màu xanh. Mô Phật và Thầy, từ ngày mà cô quét tới giờ đó thầy, quả ngăn làm như con người đó không còn ở dưới thế giới này nữa thầy, làm như xa rời cái thế giới này, không muốn ở trong cái thế giới này nữa thầy. Mô Phật. Master, since the pandemic COVID happened, I feel like I no longer in this world anymore. I feel like I'm distancing from this world. I don't want to stay in this world anymore. You should have a going away party for her. Mình là nên có buổi tiệc chia tay cho cô này quá. Màu đỏ. Master, thưa thầy, con thử nhiều cái cách lắm rồi. Thì một cách là mình cố gắng mình tập trung vô một điểm hoặc là trì chú. Nhưng mà cái cách mà hiệu quả nhất đối với con đó là ngồi thiền lâu và nhẫn chịu cái đau. Và đặc biệt là sau khi cái thiền thất vừa rồi là sau khi mà con tuyệt thực thì con có khả năng ngồi được lâu lắm. Và từ đó trở đi thì cái trong đầu của con không có còn nhiều cái tư tưởng nữa, và con cảm thấy rất là an lạc. Không cần biết cái chuyện gì xảy ra thì lúc nào con cũng vẫn có thể quay trở lại và tập trung vô con người của con, và không có cái gì nó có thể ảnh hưởng với con hết á. Thì thầy bảo rất là tốt. Thì nói với cô Quả Ngân á, là bây giờ là bữa tiệc chia tay của cô, là cô muốn ăn cái gì? Yes, Billy, would you like to say something to her before she leaves? Billy, có muốn nói cái gì với cô Quảng Anh trước khi mà cô rời khỏi đây không?
Thưa Thầy, con nhớ là năm ngoái thì là cái bệnh dịch nó xảy ra rồi chúng ta là ở Quy Sơn Tự. Thì con nhớ Thầy nói thì là cứ mỗi ngày là sau khi ăn trưa xong là sẽ làm pháp đại bi sám, thành ra là mỗi thì nếu như mà làm đại bi sám như vậy thì là sẽ có được lợi lạc và harmony. Thì là đây là những cái điều mà con lúc nào cũng nhớ hết á. Và thật ra cho tới bây giờ là con cũng vẫn tự mình là làm theo cái pháp đại bi sám. Rồi bây giờ là mình quay trở lại với Lưu Sơn Tự thì con mới nhận ra được rằng là cơ thể của con nó hơi thay đổi một chút xíu. Là cái năng lượng của con là nó tiến bộ rồi, bây giờ là con có thể ngồi được 2 tiếng. Rồi cái chân của con là cảm thấy giống như là con nghĩ rằng là con đã vượt qua được cái đau ở cái chỗ cái cổ chân là nó muốn giết con là đau trong vòng 10 năm mà bây giờ là con đã vượt qua được rồi. Rồi từ khi mà mình quay trở về Lư Sơn Tự thì cái tối đó là con ngồi 2 tiếng đồng hồ. Ok, thầy sẽ nói chuyện với lại cái cô gián điệp số 1 rồi sau đó thầy sẽ nói chuyện với ông sau. Cô này là gián điệp số 1. Có biết là tại sao thầy gọi cô là gián điệp số 1 không? Tại vì cô không có phải ở đây để mà học đâu. She's here to do her own programs. Cô ở đây là để làm cái chương trình của YouTube riêng cô. YouTube có ý kiến, nói đi. Cordelia says, Cordelia nói là thưa thầy, con không có nhìn bên ngoài mà con quay vào bên trong để mà nhìn với cái suy nghĩ của con và con quan sát cái tâm của con và không có chấp trước vào những cái điều mà con thấy, và một khi cái tâm của con mà nó đã xong rồi thì nó trở nên trống rỗng. Ok, rất là tốt. Cái lý do mà thầy gọi cô này là gián điệp số 1, cô này cô ở đây là tại vì cô muốn làm một số những cái điều gì đó, chứ không phải là cô ở đây để mà học từ thầy đâu. Cô là sẽ chọn những cái điều mà cô có thể dùng, nếu như mà cô thích thì cô sẽ dùng, rồi nếu như mà cô không có thích thì cô sẽ từ chối. Cho nên là cô này là cô lựa chọn khiếp lắm. Cho nên là cô đi theo cái nhịp độ của cô, rồi cô có những cái lý tưởng riêng để mà cô làm khi mà cô ở đây. Thì cái điều mà cô này cô bỏ lơ á, là cái phần đầu tiên của cái quá trình của cô á. Thì cô may mắn á, là cô nói rằng á, là con muốn. Thì không biết sao là cô này cô lại tin tưởng sư phụ của cô là Hòa Thượng là chỉ định cho cô tới đây để mà giúp đỡ thầy. Có thật hay không thì thầy không có biết, thì cái đó là tùy thuộc vào Hòa Thượng Tuyên Hóa quyết định. Nhưng mà cô này cô lại tin tưởng những cái điều đó và cô rất là hãnh diện, là cô bảo là tôi tới đây để mà dạy cái ông thầy này, là tại vì ông thầy trẻ này là ông cần cái sự giúp đỡ mà tôi không có thể nào mà từ bỏ được cái người thất bại này. Cho nên là cố giúp. Mà là không chống thì chạy, cái tự nhiên là chúng tôi sống sót khỏi những cái đó. Mà cô này lúc đó là cô là cái người chủ bếp của thầy cho tới khi mà cái bệnh dịch nó tới, bệnh COVID. Rồi sau đó là đệ tử của thầy là họ trưởng thành hơn. Cái cô đó cô không có ở đây, thành ra là thôi mình cô là trở thành trở nên là tự tin hơn, là coi như là sẽ cụng đầu với cái cô này. Cho nên là cô này cô bảo chứ bây giờ là cái nhà bếp là không có phải là của tôi nữa, tại vì ngày xưa là cái nhà bếp là của cô, còn bây giờ nó không phải là cái lĩnh vực của cô nữa, cho nên bây giờ là cô không có còn cái lý do gì để mà tới chùa nữa. Và cái chương trình của cô là trở thành là bây giờ là không có thể nào mà thực thi được nữa. Cô không có làm những cái công việc của cô được nữa. Cho nên là cái đó là cái vấn đề của cô ngày hôm nay. Cái vấn đề của cô này là
cũng không có phải ở đây để mà học. Chính vì vậy mà quý vị có thể thấy được cái sự phát triển. Ngay cả khi mà cô này cô không có phải ở đây để mà học, nhưng mà cô tạo ra đủ cái phước báu để mà cô đạt được cái trình độ của cô ở đây là sơ quả A-la-hán thì rất là ấn tượng. Nhưng mà những cái điều mà cô này đang trở thành thì là với cái tâm thức đó nó rất là nguy hiểm á, là nó không phải chúng tôi không có thể trở thành sơ quả A-la-hán, nhị quả A-la-hán hoặc là tam quả A-la-hán, tứ quả A-la-hán, rồi cuối cùng á là cô đạt được rồi. Thì thầy nhìn vô cái tâm thức của cô thì bảo là cô tới đây là không có phải là để học. Cái cô này là bây giờ cô bảo là ô bây giờ là tôi không có cảm thấy là tôi muốn tới chùa nữa, tôi không cảm thấy là tôi ở đây không có cái gì nó quan trọng đối với tôi nữa. Cái đó là cái tâm thức của tiểu thừa. Cái đó không có phải là chúng ta. Chính vì vậy mà thầy mới nói là cô này là mới là gián điệp, tại vì cô không có học được cái gì từ chúng ta hết. Nếu như mà bất cứ một cái người nào đệ tử của thầy mà có cái tâm thức đó là thầy sẽ tát vào mặt liền. Thầy nói cho quý vị biết là chúng ta không có giống như vậy đâu. Làm sao mà dám như vậy? Thầy là bỏ thời gian ra để đầu tư vô cho quý vị, rồi quý vị tới rồi nói là ô tôi đạt được rồi, ồ tôi là bây giờ là đã nhập vô dòng thánh quả rồi, bây giờ là tôi đã đạt được rồi, bây giờ là không có ai mà đụng vô tôi được nữa. Thầy đâu có đầu tư vô cho quý vị để mà như vậy đâu. Nói đi trước khi mà cô rời khỏi. Mô Phật và thầy, con tới đây đó, thầy giúp con rất là nhiều, con biết. Chính là con biết thôi chứ ngoài ra cũng không ai biết nữa. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa, thì con đó có hai đứa con trai, là con không muốn nó cũng có gia đình. Thì con cứ quyết định đó, thì muốn một ngày nào tụi nó đi xuất gia. Là cái quyết định của con là cái cuối cùng là vậy thôi. Rồi từ ngày mà cái cô quét đó nó bị ra tới giờ đó, thì quả ngăn thấy đó, cái đời này thấy không còn cái gì mà để cho mình ở đây mà để lưu luyến hết là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là quả ngăn á, cái này là thầy giúp con chứ không phải là con nói nịnh mờ ở đây. Là con người của con rất là nhẹ nhàng từ ngày cô ghét tới bây giờ đó, không biết đau mà không biết nhức gì hết trơn. Có khi đi không nổi đó mà nó cũng không có nhức cái mình nữa. Mà nó thấy một cái an lạc của quả ngăn đó cũng rất là mãnh liệt. That's Hinayana. Thầy bảo đó, cái đó là tiểu thừa đó. Nếu như mà quý vị tu thì từ từ là quý vị sẽ đạt được cái quả vị sơ quả A-la-hán, rồi quý vị cảm thấy là rất là vui mừng, rất là an lạc, không có cái gì ảnh hưởng tới quý vị, thì là chẳng phải là chỉ như vậy thôi hả? Chúng ta làm những cái điều này chẳng qua là chỉ ở tới đó hay thôi hay sao? Không có đâu, đệ tử của thầy á, họ tới đó là tại sao? Họ tới đó là để với mục đích là phục vụ cho Pháp. Còn quý vị tới đó, cô tới đó để mà phục vụ cho bản thân cô là xấu hổ quá đi. Quay trở về cái nơi mà cô tới đi, chúng tôi không có giống như vậy. Nghe cơ, nghe hay không? Chúng tôi sống là để làm những cái điều quan trọng trong cuộc sống của mình. Chúng tôi rất là hãnh diện về điều này, chứ không có phải là để vì chúng tôi sống để mà chúng tôi có thể thoải mái, chúng tôi cảm thấy an lạc hoặc là vui vẻ hoặc là peaceful. Cái đó không có phải là chúng tôi. Quay trở về cái nơi mà cô quay trở về đi, thì người ta bên đó là như vậy, chứ còn chúng tôi không có phải như vậy. Chúng tôi là struggle, chúng tôi nỗ lực, chúng tôi phấn đấu làm việc cực khổ để mà giúp đỡ người khác. Còn cô là mới đầu là cô giúp cho cái chùa này, thành ra là cô mới tới, thành ra là khi mà cô không có giúp cái chùa này nữa thì không có còn cái lý do gì để mà chúng tôi giúp đỡ cô hết. Hiểu hay không? Mô Phật và thầy, con còn một cái ước nguyện rất là lớn mà không biết con có làm được không. Thì bởi vì con nó không dám nghĩ tới nữa. Nhất là quả ngăn cũng là lớn tuổi rồi. Bây giờ ngọ còn một cái ước nguyện rất là lớn mà có thể thành công hoặc có thể không có thành công, có thể mà quả ngăn bước đi thêm một bước nữa. Mà có khi quả ngăn nghĩ tới mình không có cái còn tại vì cái lớn cái tuổi lớn quá rồi. Bởi vì quả ngăn nghĩ tới đây là quả ngăn muốn ngưng.
Nếu vậy thì chết đi. Nếu mà cô muốn ngưng thì cô chết đi. Thì hiện ra là không có ai ngăn cản cô đâu. Chúng tôi sống là tại vì chúng tôi muốn lợi lạc. Và thầy muốn chết cũng không có dễ đâu thầy. Nói muốn chết là chết sao chưa. Bởi vì Quả Ngân đã có một cái nguyện tới đây ở với thầy đó. Là Quả Ngân cũng cái thị phi rất là nhiều, rất là ở trong cái lương tâm Quả Ngân. Mà cái chuyện này đó, Quả Ngân đó, cái cục đá này chưa để xuống, Quả Ngân chưa tội nguyện là ở chỗ đây. Bởi vì ở với Quả Ngân tới đây mà tới ở đây với thầy rồi ở cái chùa này đó là mình ở trong một cái bóng tối, giống ngày Hòa Thượng Tuyên Hóa vậy đó. Ở trong một cái bóng tối mười mấy năm, người ta khinh khi, người ta trà đạp. Một ngày nào, ngày ra được một cái ánh sáng rồi đó, thì ai nào cũng biết hết trơn đó. Bây giờ thầy ở đây cũng vậy nè. Bây giờ ở trong một cái bóng tối, chứ thầy chưa ra được một cái ánh sáng, Quả Ngân cũng chưa có hài lòng. Quả Ngân hy vọng thầy ra một ngày nào ra được một cái ánh sáng đó, Quả Ngân mới là cục đá đẻ xuống thôi. Rồi, tới đây là Quả Ngân nói một cái thực tế đó là cái chuyện như vậy đó. Quả Ngân ở đây đó một cái thị phi rất là lớn đó, nó thiệt với thầy. Bởi vì mình nghĩ tới mà vô một cái đạo Phật mình mà đi hộ pháp hoặc là với một cái ở với một cái đạo Phật đó không có dễ đâu thầy. Mô Phật. Master, to tell you the truth, I have a big wish, but I don't know whether it will be success or not. One thing is because I'm too old, I don't dare to step one more step. And the second thing is like, you know, staying with you, there are a lot of gossiping. And then it become like a stone inside me, and then it's very heavy. So your state right now is similar to Master Xuanhua when he still stay in the dark, and then he has to stay there for 10 plus years. Nobody know about him. People criticize him. They look down on him until when he step out to the right, bright side, and then everybody know about him. So right now you are similar to that. You are still in the dark. You haven't stepped out to the bright sun yet. So that is still like a stone in my mind. And then, you know, staying with you, there's a lot of gossiping. It's not very easy to support you, support the Dharma at all. Okay, too bad. Okay, let me teach you about... Okay, để mà thầy dạy cho cô, cho quý vị cái câu trả lời. Cái câu hỏi nào mà lúc nãy thầy hỏi vậy? What you're learning through this training program. Những cái điều mà quý vị học thông qua cái chương trình huấn luyện này là để stop your discriminating mind. Để ngừng cái tâm phân biệt. Don't discriminate so much. So this đừng có phân biệt nhiều quá. Thì cái sự huấn luyện thiền này là cái mục đích là để giúp cho quý vị less critical. Trở nên là bớt critical, là bớt chê trách mà quý vị bao dung hơn. Là bắt đầu là khi mà quý vị mới mở mắt ra là quý vị nói chuyện với người ta thì người ta bắt đầu là chê bai, người ta than phiền. Thành ra là quý vị cũng chỉ quan sát họ thôi, nó cũng tương tự giống như là thiền vậy, nó không có khác gì hết đó. Khi mà quý vị ngồi thì quý vị không có nhúc nhích, quý vị không có nói gì hết. Rồi khi mà quý vị đứng lên thì là người ta than phiền, người ta thị phi. Rồi người ta ồn ào này nọ thì quý vị cũng không có phân biệt gì hết á, thì cái đó cũng là thiền. Và quý vị có thể là nên làm được những cái điều này thì là tại vì là quý vị sẽ trở nên khiêm tốn hơn. Nếu mà nhìn xung quanh quý vị sẽ thấy được là nhiều người giỏi hơn quý vị nhiều. Họ học, họ tới đó là tại vì họ học cách là không bớt cái sự phân biệt, bớt hơn, ít hơn nhiều so với quý vị.
Có một số thì sẽ học nhưng mà họ vẫn tiếp tục thị phi, họ vẫn tiếp tục phân biệt. Nhưng mà họ vẫn là work in progress, họ đang là trong cái quá trình đó. Còn cái thiền này, mục đích là để ngừng cái sự phân biệt, ngừng là đừng có trở thành là chánh đáng, ngừng là quá tự tin vào bản thân, ngừng đừng có chê trách hoặc là phán xét người khác, ngừng đừng quá tham lam cho bản thân, ngừng phục vụ cho bản thân mình. Quý vị quá nhỏ bé, nếu như mà quý vị làm những cái điều đó, thì quý vị là hạn chế, quý vị là trong cái phạm vi của cái ngã của quý vị, tại vì quý vị chỉ có thể tưởng tượng những cái điều mà cái tâm của quý vị có thể tưởng tượng tới thôi. Cái tâm phân biệt của quý vị nó chỉ suy nghĩ tới đó thôi. Nếu như mà quý vị ngừng cái tâm phân biệt, thì bây giờ là quý vị có thể dùng cái chân tâm của quý vị, là cái chân tâm này là vô lượng vô biên. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi huấn luyện cho quý vị làm, là quý vị phải ngừng phân biệt. Thì bây giờ là quý vị làm gì rồi ngồi đó xong rồi lo lắng là cho dù là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của tôi, rồi tôi sẽ trở thành như thế nào? Tôi có thể thành công được hay không? Hoặc là tôi có trở thành tốt hay không? Hay là tôi sẽ trở thành là thế này thế kia? Ngừng đi. Nó không có cần thiết cho quý vị làm những cái điều đó đâu. Quý vị có thể làm được khi mà quý vị đi làm, tới chỗ sở làm, hoặc là quý vị là cần phải kiếm sống, rồi mang tiền về để mà chăm lo cho gia đình, rồi hoặc là đi nghỉ mát này nọ vân vân, thì cái đó nó là ok. Nhưng mà khi mà quý vị thiền, thì đây là cái lúc duy nhất, một cái nơi duy nhất mà chúng tôi nói cho quý vị biết đó là bỏ nó đi. Quý vị có thể nêu tên cái chỗ nào khác mà quý vị có được những cái sự huấn luyện như thế này hay không? Cho nên là khi mà quý vị ngừng phân biệt, thì quý vị để cái tâm của quý vị, cái tâm tham lam của quý vị, cái tâm tính toán của quý vị là nó phải nghỉ ngơi. Là quý vị là cho mình một cái favor, là giúp bản thân mình. Tại vì là chỉ có quý vị mới có thể làm được thôi, chứ còn không có ai làm được cái gì cho quý vị hết á. Chỉ có mỗi chúng tôi mới huấn luyện cho quý vị làm được cái này thôi, chứ còn không có ai huấn luyện cho quý vị làm được hết á. Khi mà cái kỹ năng của quý vị nó phát triển thì quý vị có khả năng là bớt phân biệt. Nhưng mà quý vị vẫn không có thể nào mà ngừng được cái tâm là chỉ có tâm ích kỷ chăm lo cho bản thân mình thôi. Nếu như mà nó mà tiếp tục như vậy thì là cô này cố tới tứ quả La Hán thì cũng tương cố cũng suy nghĩ y chang như vậy thôi. Đối với chúng tôi thì như vậy là không có xứng đáng gì hết đó, là chúng tôi là sẽ tát vô mặt đó, ngừng đi. Bởi vì nếu như mà quý vị cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì quý vị sẽ không thể nào mà tiến bộ xa hơn được khi mà quý vị lên tới trình độ cao hơn. Chúng tôi biết rõ cái điều đó. Chúng tôi là biết cái đó là cái lỗ hổng của bên tiểu thừa, của cái thiền bên tiểu thừa. Chính vì vậy mà chúng tôi là tát vô mặt quý vị, ngừng đi, bỏ nó đi. Cái lý do mà thầy la mắng quý vị, thầy dùng những cái từ harsh word đối với quý vị là để mà giúp trồng cái chủng tử cho quý vị, là quý vị nghe được cái từ này đó. Bỏ nó đi, đừng có mà tự mà phục vụ mỗi bản thân mình thôi, đừng có mà ích kỷ như vậy, tại vì quý vị là chỉ có biết mỗi cái bản thân mình,
Rồi quý vị nói là ồ, con có cái nguyện này, con muốn có cái lý tưởng này, con muốn cái chuyện tốt nó xảy ra. Cái đó là quý vị cũng chỉ là tự phục vụ bản thân mình thôi. Hiểu hay không? Chúng ta là không có như vậy. Chúng ta là phục vụ cái Pháp. What we want is not important. Những cái điều mà chúng ta muốn nó không có quan trọng. I have a boss. I'm not working for thầy myself. Là có cái ông boss. Thầy không có phải là thầy làm việc cho bản thân thầy đâu. Thầy không có phục vụ bản thân thầy. Cái đó là cái lỗ hổng của thầy đó. Nếu như mà thầy ngồi đây mà thầy nói là tôi muốn nổi tiếng, tôi là muốn có tiếng tăm, muốn có nhiều chùa hơn, muốn có đệ tử nhiều hơn, thì thầy đang là phục vụ ai? Bản thân thầy chứ ai nữa. Thì như vậy thì làm sao mà thầy có thể đây ngồi đây để mà la mắng quý vị? Bởi vậy là, bởi vì là thầy tạo ra cái ví dụ để mà quý vị tuân theo cái con đường của thầy. Thầy cũng có cái ông boss của thầy. Thầy không có phải ở đây để mà tự phục vụ bản thân. Thầy không có phải ở đây là để mà trở thành nổi tiếng. Thầy đâu có quan tâm gì đâu. Thầy chỉ cần có thêm nhiều tiền thôi. À thôi, thầy rút lại. Thì cái tiếng tăm đó là cái gì? Thì là cái cuối cùng là nhiều tiền hơn thôi. Cô này là cô muốn thầy là nổi tiếng nhiều hơn vân vân, mà thầy đâu có muốn đâu. Thầy chỉ muốn là đưa thêm tiền cho thầy đi. Thì là mình thực tế một chút chứ. Thấy không? Đây là cái truyền thống của chúng ta, của quy ngưỡng là thầy, sư phụ của thầy là đã đặt ra rồi. Chứ cái này không phải là từ thầy. Thì cái chuyện xảy ra là những cái trường đại học lớn nổi tiếng á, là họ có những cái người học sinh, sinh viên. Đó là những cái người á, là rất là giỏi, rất là tài năng. Tuy nhiên những cái điều mà không có được nói ra là cái văn hóa của những cái trường học đó là đòi hỏi họ phải trở nên tốt hơn so với bản thân họ, tốt hơn so với những người giáo sư của họ. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta đang là theo đuổi. Cái này nó không có phải là về thầy, nhưng mà cái này là cái truyền thống của bên quy ngưỡng, truyền thống của Đại Thừa. Cho nên tất cả những cái điều mà quý vị làm bây giờ là quý vị học về cái nền tảng, là học cách làm sao để mà mình triệt được cái tâm phân biệt, cái liễu được cái tâm phân biệt này, mà không có một ai có thể cho quý vị được. Thầy cam đoan với quý vị như vậy. Với cái mục đích là phải phục vụ, mà cái mục đích là không có phải là phục vụ bản thân quý vị đâu. Quý vị phục vụ cho ai? Thì cái đó là cái sự lựa chọn của quý vị. Quý vị có thể phục vụ cái ác, rồi bớt công việc hơn. Nhưng mà quý vị phục vụ cái thiện, thì là đó là cái bên thắng chứ không có phải là bên ác đâu. Thì cho dù là quý vị muốn chọn phục vụ cho cái bên thua cuộc, hay là quý vị muốn chọn cái bên thắng, thì cái đó là cái lựa chọn của quý vị. Nếu như mà quý vị chọn phục vụ cái bên thắng á, thì là cái tâm của quý vị nó phải thiện. Quý vị không thể nào giết được, quý vị không thể nào ăn cắp được, quý vị không thể nào nói dối được, quý vị không thể nào mà tham lam được, quý vị không thể nào nổi giận được, quý vị không thể nào hãm hại, tổn hại người khác được. Nếu mà quý vị mà như vậy, thì làm sao mà quý vị có thể trở thành là một phần tử hại cho xã hội đây? Tại vì quý vị đã là tự chặn mình lại rồi. Yes, sir. White. Màu trắng. Thank you, Master. A lot of what you just said. Còn cảm ơn thầy. Con thích những cái điều mà thầy mới nói. Thì cái này là nó cũng ám chỉ tới con nữa. Thì con cảm thấy rằng một cái phần của cái việc tu ở bên Đạo Phật đó là
là giảm bớt hoặc là liễu cái khổ sở. Và khi mà tới được cái trình độ mà con có khả năng điều khiển được cái tâm phân biệt của con, rồi con có thể mà trải nghiệm được cái an lạc ở trong cuộc sống của con, thì con cũng trải nghiệm được cái không. Cái lý do mà con trải nghiệm được cái an lạc này là con cũng không có muốn trở thành cái sự phiền toái cho người khác. Là những cái vấn đề của con là nó sẽ giảm bớt. Và khi mà cái an lạc này nó tới thì con cảm thấy là con có thể liên hệ được với những người khác, tại vì con hiểu được những cái điều khổ sở mà họ đang trải qua. Và những cái điều này là nó impediment cho cái sự phát triển của con, thì con cố gắng là tu cái lòng từ bi và có khả năng để mà phục vụ cho nhiều người khác, rồi sau đó là mang cái điều tốt tới cho mọi người. Nhưng mà con cảm thấy là con chưa có liên kết được với người khác thì là nó tạo ra rất là nhiều cái sự sợ hãi. Thì con không có biết là thầy có cái gì hướng dẫn cho con được hay không. Những cái điều mà chưa có được nói tới là có rất là nhiều niềm vui, là quý vị cảm thấy tốt về bản thân mình mà quý vị không có nói về những cái điều đó, thì đó là những cái điều mà quý vị thấy được ở trong những cái người này. Họ vẫn còn ở đây là tại vì mặc dù là họ trải qua rất là nhiều những cái sự khổ sở hoặc là những cái sự đòi hỏi của thầy, hoặc là nhiều khi là thầy la mắng xúc phạm họ, hoặc là có nhiều khi là thầy hoàn toàn là không có lý đối với họ, nhưng mà họ vẫn cảm thấy được cái niềm vui của cuộc sống, là họ cứ phát triển, cái niềm vui này nó tăng lên. Chính vì vậy mà chúng tôi làm những cái điều này mà chúng tôi không có cần nói tới. Thầy làm những cái điều này là tại vì là nó khó. Nhưng mà có những cái thời khắc, những cái lúc mà chỉ là một cái búng tay thôi trong một ngày hoặc là trong tuần, thì nói là, ồ, nó là như vậy. Thầy cảm thấy rất là tốt về cuộc sống của thầy. Thầy cảm thấy là tốt về những cái điều mà chúng ta đang làm. Rồi chúng tôi có rất là nhiều thử thách lớn lắm. Là trở thành những cái người mà tạo ra cái con đường mới. Rồi là chúng tôi là phải có cái thế đứng là chúng tôi là theo cái tốt. Không cần biết là quý vị có thể chê bai hoặc là phỉ báng chúng tôi, không cần biết. Chúng tôi làm những cái điều này, chúng tôi tuân theo cái truyền thống của bên Đại Thừa. Chúng tôi là đặt ra cái tiêu chuẩn cho Đại Thừa bên xứ ta phương Tây. Cho nên đây là không phải là những cái điều mà quý vị có thể ngồi đó rồi là tưởng tượng ra, vẽ vời ra những cái điều mà quý vị phát hiện, là hoặc là những cái người xung quanh quý vị họ phát hiện ra. Đó không có phải là những cái điều mà quý vị có thể hiểu được đâu. Những cái người này là họ khác so với quý vị. Họ vẫn còn ở đây là tại vì họ có lòng tin. Họ phát triển lòng tin vào Pháp, thay vì là có cái lòng tin vào bản thân quý vị, giống như cái điều mà quý vị đang làm bây giờ. Cô này là cô có cái lòng tin vào bản thân của cô, chứ không có phải là lòng tin vào cái Pháp. Cô có lòng tin vào cái sự chính đáng của cô, chứ không phải là cái Pháp. Chính vì vậy mà cô là chỉ có thực hành là tu là trong một chân thôi, còn chúng ta là đi trên hai chân. Nó khó, nhưng mà là nó rất là rewarding, nó có phần thưởng. Những cái người này họ không có ngu đâu. Nhìn thì có vẻ là ngu, rồi xem xét có vẻ là ngu, nhưng mà thực ra là họ không có ngu đâu. Cho nên là quý vị còn rất là nhiều điều để mà học. Không, đó không phải là những cái điều mà quý vị có thể hiểu được. Nếu như mà quý vị có thể tồn tại ở đây lâu hơn được á, thì tự bản thân quý vị sẽ phát hiện ra. Đó không có phải là những cái điều mà chúng tôi có thể giải thích được. Giống như là cái ông ở đây, gentleman ở đây á, tới với chúng tôi là 3 năm trước. Rồi thầy nhìn vô ông á, thầy bảo chứ ông á là kẻ thua cuộc. Quý vị thông minh, nhưng mà ông lại là kẻ thua cuộc.
Thành ra là mới thấy chúng tôi là khó khăn tới cỡ nào. Thành ra là tôi làm, chúng ta làm lơ ông. Nhưng mà không biết làm sao á, ông lại có thể mà tồn tại được. Rồi ông có cảm thấy tốt hơn về bản thân mình không, thưa ông? You are respected individuals of society and the community, and you. Nghĩa là quý vị là ở trong xã hội chỗ làm thì quý vị được người ta tôn trọng, rồi quý vị kiếm được nhiều tiền, rồi quý vị có công việc tốt. Nhưng mà thật ra là ông rất là hạn chế, mà quá tự tin vào bản thân. Còn nên cho nên là đây là cái loại là quý vị là tự hạn chế bản thân mình, là cái này là nó là tệ hại nhất, là tại vì là chỉ có mỗi tưởng tượng được tới chừng đó thôi, thay vì là bây giờ là mình phải để cái tâm của mình nó phát triển. Quý vị ông là phát triển cái bộ não, rồi tăng trưởng cái sự tưởng tượng lên. Những cái này là quý vị có thể tự làm được, quý vị không có cần chúng tôi đâu. Nhưng mà chúng tôi là giúp cho quý vị phát triển cái tâm của quý vị, cái trái tim của quý vị trở nên từ bi hơn, dễ thương hơn. Thì đó là cái mục đích của cái chương trình này. Cho nên quý vị học, trước tiên là quý vị học là phải trải qua cái sự huấn luyện này để mà giúp đỡ. Cái mục đích là quý vị là phải giảm bớt được cái tâm suy, cái tâm phân biệt của quý vị. Quý vị phải được thuần phục. Rồi sau đó, cái tâm của quý vị là nó sẽ mở rộng ra, rồi quý vị sẽ thấy được rằng là mình có thêm được cái lòng từ và lòng bi, là những cái điều mà ở bên kia là họ không có đâu. Chúng ta là khác. Ở đây, cái tâm của chúng ta, mặc dù là có rất là nhiều những cái lỗi lầm, hoặc là không có cân bằng, cái tâm của chúng, cái đầu của chúng ta thì không có cân bằng, nhưng mà cái tâm của chúng ta thì có nhiều lòng từ và nhiều lòng bi hơn. Cái đó là nó phải phát triển, nó phải tăng trưởng lên. Quý vị không có cần chúng tôi. Nếu như mà quý vị muốn phát triển cái đầu trí não của quý vị có thể đi tới bất cứ nơi nào thì cũng có thể làm được. Và đây là cái yêu cầu cần phải có đối với quý vị. Và nếu như mà quý vị làm được thì thầy sẽ không có còn lo lắng cho quý vị là quý vị sẽ làm cái gì trong cuộc sống của mình. Thì tại vì nếu như mà cái tâm của quý vị mà nó cứ khai mở, nó phát triển cái lòng từ và cái lòng bi, thì bất cứ là lúc nào mà quý vị đụng vô cái gì đó thì nó cũng sẽ đều trở thành, thì là người ta sẽ cảm nhận được với cái lòng từ và lòng bi trong cái thế giới này. Cho nên là cái đó nó mới là quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù là quý vị thành công, quý vị nổi tiếng, có rất là nhiều tiền, có nhiều danh tiếng, vân vân, thì cái đó nó chỉ là cái thứ yếu thôi. Đó là những cái thứ mà tạm thời thôi, đâu có ý nghĩa gì đâu. Được không? Đó là những cái điều là nó chỉ có kéo dài một đời thôi, có thể là hai đời, ba đời hoặc là 10 đời. Nhưng mà cái sự từ và cái bi ở trong tâm của quý vị là nó sẽ tồn tại vĩnh viễn và nó sẽ phát triển to lên, to lớn lên đời này qua đời khác. Đó là cái nhân mà chúng tôi trồng cho quý vị đó, là cái nhân của cái lòng từ và cái lòng bi, và nó cứ tiếp tục nó phát triển mạnh lên. Cho nên là chúng tôi không có phải là tự hài lòng về những cái điều mà chúng tôi ở đây đâu. Rồi quý vị là cảm thấy là rất là an, là cảm thấy là không có còn bám chấp vào cái gì hết. Nhưng mà đối với chúng tôi là chỉ là tiểu thừa thôi. Chúng tôi là muốn tiếp tục phải vật lộn để làm những cái việc gì để mà tiếp tục là trở nên tốt hơn, và cái tâm của chúng tôi nó phải phát triển. Tại vì những cái điều này là nó cần phải có cái công việc. Chứ còn quý vị không có mà ngồi nghỉ ngơi đâu. Không có một người đệ tử nào của thầy là có thể mà ngồi nghỉ được. Tại vì là họ có cái công việc để mà làm. Đó là chúng tôi đó. Đó là chúng tôi, đó là Đại Thừa.
Khi mà thầy xong rồi, khi mà thầy đi rồi, thầy hy vọng là đệ tử của thầy sẽ tiếp tục làm. Thay vì là chỉ có bám vô cái váy của thầy xong rồi nói là ồ, tới với tôi đi, là bởi vì chúng tôi là đệ tử của thầy Vĩnh Hóa. Không có đâu. Thầy không có muốn quý vị tiếp tục làm cái đó là tại vì là lý do là quý vị là đệ tử của thầy. Quý vị làm là tại vì quý vị là chính quý vị. Quý vị phải có cái xương sống chứ. Quý vị phải có cái lòng hãnh diện về những cái điều mà quý vị stand for. Tiếp tục cống hiến, tiếp tục đóng góp. Thầy hãnh diện về cái truyền thống mà sư phụ của thầy mang tới cho cái thế giới này, truyền thống của quy ngưỡng của Đại Thừa. Thành ra là thầy muốn cống hiến thêm, muốn thêm vô nữa, thay vì là chỉ có núp ở trong cái bóng của Ngài rồi trở nên thoải mái. Như vậy đâu có đủ đâu. Cái đó không có phải là tinh thần của Đại Thừa. Miễn sao mà thầy vẫn còn một cái hơi thở cuối cùng thì thầy sẽ vẫn tiếp tục làm việc, thầy vẫn tiếp tục cống hiến. Đó là những cái điều mà sư phụ thầy làm, nó rất là rõ ràng như đối với thầy. Ngài không thể nào mà bước đi được nữa, cơ thể của Ngài là đau đớn khủng khiếp, thì Ngài làm cái gì? Thầy, Ngài đi ra rồi Ngài dạy cho thầy, bảo con làm cái này, nên làm cái này, lên làm cái kia. Trong cái lúc mà Ngài sắp sửa chết tới nơi rồi đó, mà Ngài vẫn còn làm được như vậy, đối với thầy là nó rất là rõ ràng. Đó là cái Đại Thừa mà Ngài là hiện thân. Thì làm sao mà chúng ta có thể là kêu rằng là đệ tử của Ngài, mà trong khi đó là chúng ta là chỉ có núp ở trong cái bóng của Ngài, là ồ, những cái điều mà chúng tôi có được từ Ngài thì là chúng tôi là đã vượt qua được hết tất cả mọi người rồi. Thành ra là bây giờ là tôi có thể vui mừng trên chiến thắng của tôi. Thành ra là không có cần phải làm cái gì hết á. Không có đâu. Cái đó không có phải là tinh thần của chúng tôi. Phải tiếp tục phát triển, phải tiếp tục cống hiến. Thì cái đó là cái cách mà quý vị tỏ cái lòng biết ơn đối với sư phụ của quý vị. Có nghe không hả mấy đứa con? Đừng có mà như vậy, nghe không? Đừng có thể mà đừng có mà trở thành giống như cái người gián điệp này, là ồ, tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Không có đâu. Chính vì vậy mà Ngài là invincible, chúng ta cũng là invincible, bất khả mà thất bại. YouTube có câu hỏi. Daniel hỏi, nếu như mà phục vụ bản thân mình thì không phải là đồng nghĩa với việc phục vụ ma quỷ hay sao? Thầy bảo cũng không có nhất thiết phải như vậy đâu. Thật ra có nhiều khi là bản thân quý vị rất là tốt, mà tốt hơn nhiều so với ma quỷ. Spy number two. Có ai khác hay không? Người gián điệp thứ hai. Say something. Nói cái gì đi. I don't have my observation on my I have a theory. You could test me, tell me. Là con có cái lý thuyết này thì thầy có thể nói cho con biết, khi mà nếu mà con sai thì có vẻ giống như là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, là sau khi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa mất rồi thì con thấy được là có cái sự thay đổi, là họ cảm thấy là họ không có cần phải làm việc cực khổ, rồi có vẻ giống như là họ không có phát triển nữa, họ không có tiến bộ nữa. Nhưng mà đối với chúng ta thì có thể cái câu này thế là còn hơi sớm, nhưng mà chúng con nên làm cái gì để mà biết chắc rằng là khi mà thầy không còn ở đây nữa, cũng giống như là ví dụ như là con nó là không còn trở thành một cái người mập ú hoặc là ngừng không có phát triển nữa, mà chúng con nó vẫn tiếp tục phát triển và nỗ lực giống như là cái lúc mà thầy còn ở đây, thay vì là làm biếng. Thầy không có biết nữa. Nếu như mà thầy có câu trả lời thì thầy đã nghỉ hưu rồi.
I'm lucky in that I'm able to observe. Thầy may mắn là thầy có khả năng quan sát được sư phụ của thầy và những người đệ tử của ngài. Một cái điều mà thầy học được là you learn from both people who do the right things. Quý vị học được từ những cái người mà họ làm điều tốt, thì cái đó là một mặt. Còn cái mặt khác á, là quý vị học từ những cái người mà làm những cái việc sai trái. Cho nên đó là cái sự khác biệt đó. Là thầy học từ cả hai loại người, từ cái người làm đúng và từ rất là nhiều người làm sai. Đó là cái thế mạnh của chúng tôi. YouTube có câu hỏi. Thiên của hỏi là thưa thầy, thầy có thể cho con cái định nghĩa của cái việc là lắng cái tâm xuống rồi nhất tâm và vô niệm, thì ba những cái điều này là nó có ý nghĩa như thế nào ở trong thiền? Nó có ý nghĩa là những cái điều mà quý vị sẽ trải nghiệm được khi mà quý vị thông qua cái sự huấn luyện của cái chương trình này, thì quý vị sẽ phải trải nghiệm được hết tất cả những cái điều đó. Là những cái cảnh giới của cái tâm của quý vị, hoặc là nhất tâm vân vân. Thì đó là những cái điều mà đệ tử của chúng tôi họ đã trải nghiệm được rồi. Và về cơ bản thì là cái kết quả là nó sẽ nói lên thôi. Nếu như mà cái tâm của quý vị nó ngừng phát triển thì là cái trình độ của quý vị là khá thấp. Chính vì vậy mà nó ngừng phát triển. Cũng tiêu biểu thôi. I never could imagine I could be. Đây là tôi tới được những cái nơi mà tôi không thể nào mà tôi tưởng tượng tôi có thể năng tới được. Thành ra là bây giờ là tôi thỏa mãn rồi. Nếu như mà tới lúc này là quý vị chết, quý vị nên chết đi. Rồi là tại vì là vô dụng rồi. Okay, anyone else? Okay, còn ai khác nữa hay không? All right. Okay. Ok, bây giờ mình nên học từ vị đại sư để xem thực ra chúng ta có thể học được từ những cái pháp chân chánh hay không. Yuan Bao, vì vậy, ta không tin, tuy nhiên đây là ngoại quốc của pháp sư lại là, ta cũng đại, vì họ ご的就是害吃災的要把這個災犯調調理好。你要不調理好這個災犯呢,不能休息。 吃饭重要，咱们尤其要吃斋的，应该常常换，就是今天譬如吃白菜，明天就吃萝卜，后天呢就应该吃豆芽菜，回家反思，不要轮着。 Ví dụ, nếu hôm nay bạn ăn bắp cải, ngày mai bạn nên ăn củ cải, ngày tiếp theo bạn nên ăn giá đỗ hoặc là bún, nên luôn phiên thay đổi. Okay.
好的。Cần làm kỹ lưỡng, nó không thơm như là thịt, nhưng mà không nên hôi thối như phần. Cái này sẽ làm cho người ăn tốt hơn. Làm cái yến bao, hay là cái trái cây, làm được cũng bán sống bán sú được, cái phan này, chú được. 也是有一半硬，给一半烂，就是都是半生熟的这个大料。 Rồi thì đồ ăn chay của viên báo nấu nửa sống nửa chín, cơm thì nửa cứng nửa nhão, tất cả đều nấu chín nửa vời. 这些人吃都没吃饱。 Những người này ăn rồi nhưng đều không thấy no, đều ăn không no. Viên báo cũng nhìn thấy những người xuất gia ăn không no, nhưng tất cả đều không ăn nữa. Họ ngừng ăn, nên viên báo nói, ây chà, quý vị đều không ăn à, ăn thêm nữa đi, không cần vội đâu. Quý vị rất ít khi đến chỗ tôi để hóa duyên. 这个我，你们吃一定要没有好供养，一定要吃饱啦。你看这个脚前的话，他就说什么呢？ Tôi, quý vị ăn thì nhất định phải. Tôi không có đồ cúng dường tốt, nhưng quý vị nhất định cần phải ăn no à. À, Pháp sư Giác Hiền đã nói rằng, ngài nói cái gì? 说是你呀。 心太小了，你供养的心呢有限，有限呢就是有一个限度，你不广大。 He said, "You." Nói là ông đây tâm quá nhỏ, tâm cúng dường của ông có hạn, có hạn nghĩa là mức độ có giới hạn, ông không quảng đại. 所以现在你的饭已经没有了，你还叫俺们吃什么？ Vì vậy, bây giờ cơm của ông hết rồi. Ông nói chúng tôi ăn cái gì đây? Viên báo vẫn không tin. Nói xong rồi gọi người hầu. Không, không thể nào. Mau, mau thêm cơm. Mọi người mang thêm cơm. Người mang thêm cơm nói, chúng ta hết rồi, cần phải nấu thêm. Viên báo cảm thấy rất kỳ lạ. Hòa thượng, họ không có đi vào nhà bếp để nhìn xem cơm của tôi. Làm sao ông ấy có thể biết được là hết cơm rồi? Ông ta cảm thấy thật kỳ quái, thật kỳ lạ. Một lúc sau, ông ta hỏi Huệ Quán. Huệ Quán là người Trung Quốc. Ông ta hỏi, vị sa môn này là ai vậy? Huệ Quán là người Trung Quốc.
Ngài ấy là người như thế nào? Huệ Quán nói, vị Sa môn này đức cao vô lượng. Nói rằng đạo đức của Ngài là tối cao vô lượng. Không người phàm nào có thể đánh giá được. Người phàm phu sẽ không biết Ngài. Họ không cách gì đo lường được cảnh giới của Ngài. Cái này được gọi là cảnh giới bất khả tư nghi. À, Viên Báo còn ngạc nhiên hơn và thở dài. Ai à, trên đời này còn có người như vậy sao? À, rất là, bởi vì Ngài thật là bất khả tư nghi, cho nên sau đó ông ta đã thỉnh, đã mời Ngài đến sống ở Nam Kinh, sống ở một ngôi chùa tên là Đạo Tràng Tự. Rồi sống ở đó một thời gian, Ngài Giác Hiền Pháp Sư rất tiết kiệm và đơn giản, à, khác hoàn toàn với tập quán thói quen của người Trung Quốc. Vì vậy, vào thời điểm đó, rất nhiều tỳ kheo ni Trung Quốc đã cung kính cúng dường Ngài. À, rồi sau đó, Ngài cũng dịch Kinh Hoa Nghiêm. 36.000 câu kệ ở phần đầu của Kinh Hoa Nghiêm là do Ngài dịch. Tại đây, rồi sau đó, Ngài còn giúp Pháp Sư Pháp Hiền phiên dịch luật tạng Tăng Kỳ Luật. À, sau đó, vào năm 429, à, Ngài đã viên tịch, qua đời ở tuổi 71, hưởng thọ 71 tuổi. Cho nên, một vị thánh nhân chứng quả như vậy thường hay hiện thần thông, rồi bị người khác đố kỵ và bị đuổi đi. Trong
thâu thâu. Trong số các đệ tử của ông, chỉ có hơn 40 người thực sự tin tưởng vào ông, theo ông chạy trốn, theo ông chạy đi. Vài trăm người khác đều bỏ chạy mất. À, đây là sơ lược về tiểu sử của Giác Hiền Pháp Sư. Vì vậy, người tu đạo vẫn không thể tránh khỏi cái tâm cô danh điếu tự, mua danh, câu tiếng tâm. Cái gì gọi là mua danh? Là nghĩ ra một cách để mua được danh tiếng tốt, à, không muốn có danh tiếng xấu. Vì vậy, người tu đạo, nếu so sánh, anh ta không so sánh với người khác, chỉ so sánh với bản thân anh ta. Lục tổ là người không biết chữ. À, ngay cả Ngài cũng được khai ngộ. Ngài không so sánh với những người xấu. Ngài luôn muốn so sánh với những người tốt. Nếu anh so sánh với người tốt để làm tốt hơn thì có thể được. Hành vi của anh không tốt nhưng lại muốn có danh tiếng tốt. À, có một cư sĩ đến nói với tôi. Nói cái gì? À, bây giờ tôi chỉ ăn rau bên cạnh thịt thôi. À, anh ta không nói rằng anh ta ăn thịt ở bên cạnh rau, mà anh ta nói anh ta ăn rau ở xung quanh thịt. Ai đã ăn rau ở bên cạnh thịt? Đó là lục tổ. Vì vậy, anh ta muốn so sánh với lục tổ về việc ăn rau ở bên cạnh thịt. Ừ.
他不比那个吃菜边肉，他要比吃肉边菜。He didn't compare with humans. Anh ta không so sánh với những người ăn thịt ở bên cạnh rau. Anh ta muốn so sánh với người ăn rau ở bên cạnh thịt. Một số người cũng mưu toan cho chính họ. À, nói rằng bản thân tôi có thể khiến người khác tin tưởng vào tôi. Sau đó sẽ nghĩ ra một biện pháp. Nghĩ một cách. Cách nào? À, cũng sử dụng một số thần thông. À, đó chỉ là một mánh khóe thôi. Khi những người khác nhìn thấy tôi là một điều thật là kỳ lạ thì họ sẽ tin. Vì vậy, dụng tâm của con người thật là quá cay đắng. À, vậy cứu cánh là gì? Chính xác thì chỉ cần học từ đứa trẻ này, nó không dụng tâm. Người mẹ nổi giận, rồi sau đó đứa trẻ sẽ quên. Thưa thầy, đây là phần cuối cùng của cái tape này rồi. Ồ, đó là cũng là thời gian để mà mình ngừng nghỉ rồi sau đó quay trở về với cái trải nghiệm thiền tuyệt vời của quý vị. Có câu hỏi ý kiến nào hay không? Không những là ngài là nói rằng khi mà quý vị ăn chay thì quý vị nên là thay đổi cái món ăn thường xuyên, thì đó là cái điều rất là tốt, là quý vị có cái sự cân bằng về dinh dưỡng. Và tương tự như vậy, khi mà quý vị tu tâm linh thì cũng tương tự như vậy, thì quý vị cần phải có cái sự cân bằng. Quý vị là quý vị là phải có cái sự cân bằng là giữa cái trải nghiệm tốt và trải nghiệm xấu. Mà thật ra là cái bản chất của cái sự tu hành của chúng ta là nó đòi hỏi nhiều lắm, thành ra là rất là thường xuyên là quý vị thất bại nhiều hơn so với thành công. Nó là cố ý là như vậy đó. Quý vị học hỏi rất là nhiều từ cái việc thất bại so với cái việc thành công. Thì cái kinh nghiệm của thầy là cũng vậy, là ngày nào thầy cũng thất bại từ ngày này qua thất bại từ ngày khác. Mà bây giờ thầy cũng vẫn thất bại từ ngày này qua ngày khác. Nhưng mà những cái thất bại này á, là thật ra là nó sẽ giúp mở mắt ra và quý vị sẽ học hỏi được rất là nhiều từ những cái điều đó. Tại vì khi mà quý vị thành công thì quý vị đâu có cần thay đổi gì đâu. Nhưng mà quý vị thất bại, mà thất bại càng nặng nề bao nhiêu thì quý vị càng có động cơ để mà thay đổi, để mà quý vị có thể thành công.
Don't be afraid of hardship. Cho nên là đừng có sợ khó khăn, đừng có sợ thất bại. Cho dù là quý vị được người ta công nhận hay là quý vị lợi lạc gì đó, thì những cái điều đó nó tự nhiên nó tới với quý vị thôi, là tại vì quý vị xứng đáng được như vậy. Cho nên là quý vị không có lo lắng là tới khi nào tôi mới được phần thưởng đây, tới khi nào tôi mới được thăng cấp đây, thăng lương đây. Quý vị cứ cống hiến đi, quý vị đi làm, thì quý vị là nỗ lực hết sức. Bỏ hết công sức ra quý vị cống hiến, thì đó là những điều mà quý vị làm. Rồi cho dù là quý vị là bị làm lơ trong vòng 10 năm, 15 năm thì cũng không có quan trọng gì hết. Quý vị cứ làm những cái điều đúng, điều tốt thôi. Thì đó là cái tinh thần của chúng ta. Làm cái điều tốt, điều chân chánh. Thì cái phần thưởng tự động nó sẽ tới thôi. Nếu như mà quý vị làm đúng thì cái phần thưởng là nó đã ở đó rồi. Cho dù là quý vị thành công hay là thất bại thì nó không có quan trọng. Cho dù là quý vị nổi tiếng hay là quý vị được thăng lương, thăng cấp vân vân, thì những cái đó nó chỉ là thứ yếu thôi. Thì là có cái đồng tiền mà quý vị mà tìm kiếm được đó, nó gọi là phước báu. Nếu như mà quý vị làm những cái điều đúng, điều tốt đó, thì là quý vị tạo phước báu đó, là nó là của quý vị, chứ còn không có ai mà có thể ăn cắp được của quý vị. Cho nên đó là những cái sự khổ sở, cái sự thất bại của quý vị, khi mà quý vị đang là cố gắng làm những cái điều tốt đó, thì là quý vị sẽ giúp cho quý vị tạo ra rất là nhiều phước báu, và sau này cái thành công nó sẽ tới. Cho nên những cái điều này nó là tự nhiên thôi. Đừng có lo gì về cái thành công, mà cũng đừng có lo gì về phần thưởng. Mà quý vị là nên làm tốt hơn so với cái ông Tăng này. Cái ông Tăng Giác Hiền, thầy nghĩ là đối với người Tàu thì họ cho rằng đó là cái vị cao tăng đức trọng. Thì đối với người Tăng là tại vì thời đó họ không có đủ những cái vị cao tăng đức trọng. Nhưng mà đối với chúng ta thì là tiêu chuẩn của chúng ta cao hơn nhiều. Tại vì cái ông Tăng này là chỉ là tiểu thừa thôi. Đối với cái tiêu chuẩn của thầy là chỉ là tiểu thừa. Và ông này là ông thiếu cái phương tiện. Là tại vì ông này ông thô thiển quá, là tại vì ông tỏ lộ ra những cái kỹ năng của ông mà không có nhận ra được. Khi mà quý vị tỏ lộ những cái thần thông như vậy là quý vị tạo ra những cái rắc rối mà quý vị là tổn hại tới những người khác. Cho nên ông này là ông quá tập trung vô bản thân ông. Cho nên đó là những cái ví dụ điển hình của những cái người này. Họ biết được là họ đúng, họ có cái kỹ năng, rồi họ không có bị những người khác ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà làm như vậy thì là không có nhất thiết là nó là tốt nhất cho ông đâu. Đối với thầy là ông này là ông đặt ra một cái tiêu chuẩn xấu cho 40 người đệ tử của ông tuân theo. Là họ là cái đầu của họ thiện cận quá đi. Thì cái đó là cái điều đáng tiếc. Có câu hỏi ý kiến gì hay không? A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, trong đó có một cái câu mà con không có hiểu rõ, là khi mà compare với lại a good one and you gain fame, so con không có not clear about it, thầy. Thưa thầy giải thích cho con. Dạ, A Di Đà Phật. Master, there is a sentence that I don't really understand. In the sentence, it says like you compare with someone and then you become better. Can you please explain more to me? Where is that? I don't remember that. Thầy hỏi là nằm ở chỗ nào, thầy cũng không có nhớ nữa. He compares with the good and he does it well and it's okay. À, là nếu như mà so sánh với người tốt mà mình làm tốt thì như vậy là cũng tốt đi, còn không là hành vi thì không có tốt nhưng mà lại muốn có danh tiếng tốt. Thầy cũng không có biết là ngài đang nói cái gì, tại vì những cái điều này là quá người Tàu đi. Thầy cũng không có chú trọng gì về cái vấn đề này, thành ra là thầy không có để ý. Tại vì ngài đang là nói về những cái hành vi của người tiểu thừa, thành ra là thầy không có để ý tới. Thầy cảm thấy rằng là Giác Hiền ở đây
thầy hoàn toàn là không có thú vị gì với cái ông này. Thầy hy vọng là quý vị nghe là chỉ cho vui vậy thôi, nghe về Hòa Thượng Tuyên Hóa rồi Ngài nói với những cái người đệ tử Tàu. Nhưng mà thật ra cái phần này không phải dành cho chúng ta. Cái này là quá tiểu thừa đi. Mà rõ ràng là cái ông này là rõ ràng là tam quả La Hán, ông quá thiện cận đi. Là bởi vì là thầy của ông này là chưa có chuẩn bị cho ông tốt. Chính vì vậy là ông không có được chuẩn bị. Ông không có được chuẩn bị chân chánh kỹ càng để mà làm cái công việc của ông. Tại vì thời đó cái trình độ của ông là cao hơn so với những người Tàu, cho nên là ông trở thành một cái người cao tăng đồ để mà là cái ví dụ cho người Tàu. Thì cái đó là nó dễ hiểu thôi. Nhưng mà thầy cam đoan với quý vị, ở cái chỗ mà chúng ta bây giờ, cái tiêu chuẩn của chúng ta là cao hơn rất là nhiều. Chính vì vậy mà khi mà thầy nhìn vô cái ông này giác hiền quá thấp, không có đáng cho chúng ta đâu. Chính vì vậy mà thầy mới làm lơ chứ. Ai mà quan tâm là ông đang làm cái gì? Thật đấy chứ. Những cái điều mà ông làm mà nó rất là tốt á, là đây là cái sự cống hiến của ông á, là ông làm cái công việc thông dịch. Chứ nếu không á, là tất cả những cái điều còn lại đối với thầy á, thì thầy hỏi cái từ hay hơn của cái từ piss poor là cái gì? Substandard là thật ra là nó thấp hơn so với cái tiêu chuẩn. Thấp quá đi. Chả có cái gì để mà mang về nhà được hết đó. Cái đó là theo cái ý kiến của thầy. Cho nên đó là lịch sử của bên đạo thừa đó, bên đạo Phật đó. Quý vị có những cái người đó là họ cống hiến, nhưng mà cái bức tranh lớn là phải do những cái vị Bồ Tát hoặc là do Đức Phật. Họ cho phép những cái người trình độ thấp để mà làm những cái công việc phiên dịch ở đây hoặc là xây chùa ở chỗ kia, vân vân. Nhưng mà cái bức tranh lớn thì là nó có. Và sư phụ của thầy, Ngài mang Đại Thừa đi đến đất nước này thì là đó là một cái điều rất là to tát. Và thật ra là có thể nói là mission impossible, là điệp vụ bất khả thi. Đối với cái thế hệ của thầy là thầy muốn nâng cao cái tiêu chuẩn lên cao nữa. Thì như vậy Đại Thừa nó sẽ tiếp tục phát triển ở đất nước này. Tại vì nó không có phát triển được ở những cái nơi nào khác. Ý của thầy muốn nói khi mà phát triển là sao? Cái này nó không có phải là từ ngữ đâu, mà nó là trong tâm của quý vị, trong trái tim của quý vị. Cái thế hệ của quý vị là phải giỏi hơn cái thế hệ của thầy. Cái đó mới là gọi là phát triển. Cái thế hệ của quý vị, của quy ngưỡng, cái tâm của quý vị là sẽ lớn hơn so với đời đệ tử của Ngài, của quy ngưỡng. Chính vì những cái điều này, thầy mới gọi là tiến bộ. Và đó là Đại Thừa chứ không phải là Tiểu Thừa. Cho nên là khi mà mình nói về những cái hành xử của mấy cái ông Tăng Tiểu Thừa, thầy chả quan tâm gì hết. Không cần biết ông làm cái gì, cứ để cho ông làm đi. Thì cứ để ông là earn cái cách của ông, cái con đường của ông. Nhưng mà thôi kệ, thầy chả có quan tâm gì hết là nếu như mà so sánh với người tốt làm tốt thì nó tốt. Mấy cái đó là thấp quá đi, chả có đáng đâu. Thì chúng ta học những cái điều này với cái mục đích là để học xem từ coi người ta làm cái gì là đúng. Những cái điều ông này ông làm đúng ở đây là ông làm công việc phiên dịch kinh điển. Thầy hy vọng rằng ở trong tương lai của quý vị là sẽ có nhiều người phát tâm thì nói là con rất là muốn phát triển, con muốn cống hiến vô cái Đại Thừa này. Cho dù là quý vị thông dịch qua bên tiếng Việt thì có rất là nhiều điều mà quý vị có thể làm, hoặc là quý vị thông dịch qua bên tiếng Đại Hàn thì là có khối lượng công việc khổng lồ. Cái pháp Đại Thừa thông dịch qua bên đó hoặc là thông dịch qua bên tiếng Anh thì cái này là đòi hỏi là trình độ của quý vị phải cao hơn so với trình độ hiện tại. Thì như vậy là quý vị mới có thể làm tốt hơn so với những người bên DRBA. Tại vì bên đó trình độ của họ cũng không tệ đâu. Nhưng mà quý vị là phải thách thức bản thân mình làm thêm hơn nữa. Và quý vị là phải cố gắng để mà cống hiến. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng là cái khả năng của quý vị. Quý vị có khả năng cống hiến được bao nhiêu thì như vậy là nó ảnh hưởng, nó liên hệ trực tiếp với cái trình độ
định lực của quý vị và cái trí huệ của quý vị. Cái cách của chúng ta thì hơi khác một chút xíu. Cái cách của chúng tôi là mang cái trình độ định lực của quý vị lên rất là cao, rất là và rất là nhanh. Một khi mà quý vị lên đó được rồi, nó cũng giống như là quý vị đi lên cầu thang máy vậy đó. Là quý vị đi cầu thang máy rất là nhanh thì quý vị lên. Nếu như mà quý vị cứ tiếp tục được thì ok, còn nếu như mà quý vị mà không có theo đuổi kịp mà bị rớt xuống thì chúng tôi không có quan tâm đâu. Hy vọng là quý vị có cột dây an toàn. Nhưng mà đi lên trên đó là cũng giống như là quý vị là xây những cái tòa nhà chọc trời. Rồi quý vị thấy những cái sườn đó. Rồi quý vị là có cái thang máy là quý vị cứ đi lên cho xong rồi. Rồi quý vị mới xây tiếp những cái phần còn lại. Thì coi như là quý vị lên được cái tầng cao rồi thì những cái phần sau đó là quý vị sẽ xây sau. Rồi quý vị lên đó rồi thì quý vị mới quyết định là quý vị muốn xây cái tầng nào, nó như thế nào ra sao thì cái đó là do cái sự lựa chọn của quý vị. Cái đó là cái cách của chúng tôi đó. Cho nên là chúng tôi là hơi khác một chút xíu so với sư phụ của thầy. Sư phụ của thầy là ngài là phải đặt ra cái nền móng, còn chúng tôi thì không có cần phải làm như vậy. Mình là chỉ cần xây lên thôi. Chúng tôi là biết cách là để mà xây cái nền móng. Cái nền móng của Ngài thì là chỉ có mang tới cho đệ tử của Ngài tới một cái số cái trình độ đó. Còn nếu mà muốn chúng ta mà muốn qua mặt họ là cái nền móng của chúng ta là phải tốt hơn nữa. Thì cái sự khác biệt đó là chúng ta lên trên đó cao hơn, nhanh hơn rất là nhiều. Thì như vậy là tự quý vị sẽ có thể lựa chọn là quý vị sẽ xây những cái tầng nhà đó như thế nào. That's a difference. Cái đó là cái sự khác biệt. So these Hinayana is like the floor. Cho nên là cái này là tiểu thừa thì những cái tầng nhà họ xây nó thấp quá so với chúng ta, thầy chẳng quan tâm đâu. Những cái gì mà họ nói, những cái điều mà họ làm thì nó chẳng có quan trọng lắm đâu so với là cái thế giới của chúng ta. Quá nhỏ nhoi đi. Cho nên là ông nghĩ rằng là có thể so sánh với người tốt rồi làm tốt hơn thì làm gì chứ? Thì cái đó không có phải là những cái điều mà chúng ta dùng để mà so sánh chúng ta, để mà đo lường chúng ta. Có câu hỏi khác hay không? Cái đó là cái sự khác biệt ở đất nước này á. Khi mà thầy mới bắt đầu, khi mà cái đất nước này mới thành lập á, là bốn cái người tổng thống đầu tiên á, là họ đặt ra cái tiêu chuẩn rất là cao. Và Đại Thừa cũng tương tự như vậy đó. Đó là những cái điều mà Đức Phật đã làm, Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm, đó là những cái điều mà Lục Tổ đã làm, đó là điều mà Ngài Ngưỡng Sơn làm, Ngài Quy Sơn làm, đó là điều mà Ngài Tuyên Hóa làm. Nhưng mà chúng ta là phải nâng cao cái tiêu chuẩn lên một chút xíu nữa. Nếu như mà quý vị thấy được cái câu chuyện của cái ông này là Tam Quả La Hán, mà ông đến là ông có những cái kỹ năng về phiên dịch rồi kỹ năng về ngôn ngữ, thì cái đó nó cũng có khả năng chứ. Thì cái đó là cái cống hiến của quý vị. Rồi thầy nhìn vô cái câu chuyện này là cái ông này là ông đạt được cái trình độ là cũng là competent, là có khả năng rồi. Ông đạt được Tam Quả La Hán là ông chỉ lên được tới đó thôi. Cho nên là khi mà ông lên được cái Tam Quả La Hán là bắt đầu là ông xây dựng cái kỹ năng phiên dịch của ông. Thì cái đó là cái sự cống hiến của ông. Thì thầy muốn quý vị ở trong tương lai thì quý vị sẽ lên tới cái tầng cao hơn nữa. Thì khi mà quý vị quyết định lên cao hơn nhiều nữa, thì khi đó mà quý vị quyết định làm công việc thông dịch thì như vậy sẽ rất là tốt hơn rất là nhiều so với cái công việc của ông này. Được không? Thì cái đó nó mới là quan trọng đối với chúng ta. Chúng ta không có dễ dàng gì mà bị những cái người kia họ lấy loe đâu. Mà chúng ta là so sánh là về cái chất lượng của cái việc thông dịch cũng khá là tốt, nhưng mà vẫn có thể làm tốt hơn.
Cho nên là đó là cái niềm vui của quý vị đó, là quý vị xây dựng cái thang máy mà tốc độ cao là giúp là quý vị đi lên đó, rồi quý vị sẽ quyết định là quý vị sẽ ngừng ở chỗ cái tầng nào, rồi không có ai sẽ ngăn cản quý vị đâu, tự quý vị sẽ chọn là mình sẽ ngừng ở cái tầng nào. Và đối với ông này thì ông chỉ có khả năng tới cái tầng thứ ba đâu, tại vì ông đâu có cái cấu trúc để mà đi lên được cái tầng cao hơn tầng thứ ba, cho nên ông phải ngừng. Rồi sau đó là làm những cái công việc phiên dịch để mà tạo ra phước báu, thì như vậy ông mới có khả năng đi lên cao hơn được nữa. Sư phụ của thầy, khi mà ngài đi tới cái đất nước này á, là ngài mang tới cái thang máy mà tốc độ cao, cho nên nó là đệ tử của ngài là có khả năng tạo ra rất là nhiều phước báu để mà họ có thể lên tới cái trình độ cao, rồi sau đó họ làm cái công việc thông dịch kinh điển, thì thầy cam đoan với quý vị là cái sự thông dịch của họ tốt hơn rất là nhiều so với cái ông Tam Quả A La Hán này, không có thể nào mà so sánh được hết á. Cái ông này thông dịch hả? Thầy không cần biết là nó giỏi, nó hay tới cỡ nào. Rõ ràng là nó sẽ thiếu những cái trí huệ ở bên đại từ, mà ông này ông không có thể nào mà ông hiểu được hết á. Quý vị nghe không? Giống như là cái ông thầy mà nói tiếng Việt á. Rồi có cái người mà thông dịch từ bên tiếng Việt qua bên tiếng Anh, thì cái người thông dịch rất là khó khăn để mà thông dịch. Thì cái đó là cái sự khác biệt. Thầy rất là hãnh diện cái vấn đề là để cái cô lớn tuổi ở bên San Jose, mà thầy đã biết trong vòng 10 năm rồi. Mà cô này có cái tâm của người Bồ Tát, nhưng mà cô lại không có cái sự huấn luyện của Bồ Tát và không có trí huệ của Bồ Tát, cũng không có định lực của Bồ Tát. Cho nên là cái sự cống hiến của cô thì là cũng không có phải là to lớn lắm đâu, nhưng mà thầy rất là hãnh diện là cố làm những cái điều mà vượt qua khỏi khả năng của cô. Cho nên là thầy quan sát những cái điều này, rồi thầy chẳng thà là quý vị xây dựng cái sức mạnh của quý vị, cái cơ bắp của quý vị, cái định lực của quý vị trước. Thì như vậy là cần phải có kỹ năng để mà quý vị có thể làm được, mà không có thể mà rơi vô cái lỗ hổng, cái lỗi lầm của những cái người này là đi lên tới đó rồi kẹt, còn chúng ta là vẫn tiếp tục đi lên nữa, cho tới khi nào mà không còn cái lựa chọn nào thì tự động là quý vị sẽ bắt đầu là tỏa ra những cái tầng đó. Thì đó là những cái điều mà chúng ta cần ở bên Đại Thừa. Thầy không có phải là chỉ có nói về bên Đại Thừa đâu, mà thầy nói là quý vị, là bản thân của quý vị đi về nhà thì quý vị sẽ ảnh hưởng gia đình của quý vị, con cái của quý vị, những người bà con anh em của quý vị. Thì cái đó là những cái điều tự nhiên, quý vị không có cần phải suy nghĩ gì hết đó, là ồ phải làm sao để mà thuyết phục họ, phải làm cho họ tin tưởng, cứ tự là bản thân mình là được rồi. Cho nên là so sánh với cái người tốt hơn vân thì cũng ok. Thầy đâu có dạy cho quý vị là lo so sánh với người khác đâu, là tại vì cái tốt của ông là trình độ thấp quá đi, còn cái tốt của chúng ta là vượt qua khỏi những cái điều mà họ có thể hiểu được. Và bởi vì như vậy đó, thành ra là chúng ta là sẵn sàng là hiểu được là sẽ bị người ta phỉ báng, sẽ bị người ta hiểu lầm mình, hoặc là sẽ bị người ta làm lơ mình. Thì nó là như vậy thôi. Mà nó càng khó bao nhiêu thì quý vị càng tạo nhiều phước báu bấy nhiêu thôi. Thành ra đâu có cái gì đâu mà sợ. Thưa Thầy, có vẻ như là cái tấm ở đây
Master Sun Hua is comment on Master is. Hòa thượng Tuyên Hóa là có cái lời ý kiến là về lục tổ Huệ Năng. Thành ra là con nghĩ là nó hơi có cái sự hiểu lầm một chút. Thật ra không có phải là về lục tổ đâu. Thì cái này là Hòa Thượng có thể là nói về những cái người đệ tử của Ngài là họ muốn so sánh với lục tổ, nhưng mà không có phải so sánh với lại những người thấp hơn. Ồ, xin lỗi, cái này là tôi hiểu lầm. Thầy không có thú vị gì về cái ông Tăng này hoặc là đệ tử của ông. Thầy không cần biết là họ làm cái gì, không quan tâm. Cũng cần phải so sánh gì hết đó. Tại sao mà cần phải so sánh chứ? Quý vị làm cái gì để mà so sánh bản thân? Quý vị quá ngu si để mà so sánh. Thức tỉnh lên đi. Quý vị nghĩ là quý vị là ai chứ? Khi mà quý vị so sánh thì không phải là quý vị vẫn còn cái ngã ở đó hả? Bỏ nó đi đi. Thì quý vị làm cái gì mà cứ ở đó mà so sánh chứ? Thầy tát vô mặt bây giờ. Ngừng, đừng có so sánh. Tôi so sánh bản thân tôi với lại lục tổ. Thì vẫn còn có cái tôi để mà so sánh. Bỏ cái đó đi. Đừng có so sánh. Chính vì vậy mà thầy làm lơ hết những cái chuyện này. Cái này không có phải là những cái điều mà thầy dạy cho đệ tử của thầy đâu. Không có cần thiết phải so sánh. Có cái gì đâu để mà so sánh. Lục tổ ở đây á. Quý vị không có thể nào mà thấy được Ngài thì làm sao mà quý vị có thể so sánh được quý vị với Ngài chứ? Quý vị điên à? Chỉ có những cái kẻ thua cuộc là họ mới so sánh họ với những người khác thôi. Quý vị nghĩ là quý vị giỏi hơn hả? Không có đâu, chỉ là kẻ bại trận thôi. Nếu như mà ngay khi mà quý vị nghĩ là quý vị giỏi hơn người khác là quý vị đã trở thành kẻ bại trận rồi. Mà những cái người đó là họ so sánh họ với lại lục tổ. Trời đất ơi, làm ơn đi. Thật đó hả? So sánh quý vị với cái người tốt hơn đó hả? Rồi sau đó là quý vị sẽ so sánh với người giỏi hơn nữa là tôi giỏi hơn với cái người tốt mà cái người tốt là tôi không có được, thành ra là bây giờ là tôi so sánh với cái người khác hơn nữa, thành ra là cứ nghĩ là tôi giỏi hơn, cứ so. Thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm phân biệt, mà cái này là nó đi ngược lại với cái thiền. Thành ra là khi mà thầy nghe cái là thầy tune out, là thầy làm lơ, kệ nó, cứ để cho mấy người này compare, so sánh đi. Chúng ta không có so sánh đâu. Cái đó không có phải là thiền. Tại vì thầy không có ở đó, thành ra thầy cũng không có hiểu được là tại sao ngài lại nói về những cái vấn đề này đối với thầy. Thầy có dạy cho quý vị so sánh hay không? Quý vị là phải khiêm tốn. Quý vị là nhìn xung quanh đi, sẽ có người khác là giỏi hơn quý vị. Ở trong phòng này là lúc nào cũng có người giỏi hơn quý vị. Thầy nói rõ cho quý vị đó, quý vị không có cần phải so sánh gì hết á. Cứ mở mắt ra cái là đã học được rồi. Rồi là cái hành xử đúng đắn làm sao. Thành ra là không có cần phải so sánh gì hết. Tầm bậy không ạ? Thấy cái vấn đề ở đây không? Cứ so sánh. Thành ra là cái tâm của quý vị là nó trở nên là ngày càng phân biệt nhiều hơn nữa. Và cái này là nó đi ngược trở lại. Rồi là dạy cho quý vị là ngừng đừng phân biệt, mà tới cuối cùng quý vị lại phân biệt. Đừng có so sánh gì hết, đó. Phải khiêm tốn đi. Có rất là nhiều người giỏi hơn quý vị rất là nhiều. Ngay cả kể cả những người mà quý vị có thể đấy, hoặc là nhìn xấu như vậy đó, nhìn nghèo khổ như vậy, nhưng mà họ giỏi hơn quý vị đó. Cũng giống như là thầy mới nghe nói là đệ tử của thầy là họ hoàn toàn không có cân bằng gì hết. Quý vị muốn có ý kiến gì về cái này hay không? Đệ tử của thầy là hoàn toàn không có cân bằng gì hết. Mất cân bằng. Are you?
quý vị có không? You imbalance because quý vị bất cân bằng á, là tại vì đó là cái cách mà quý vị tiến bộ đó. Look at the ballet dancer. Quý vị thấy những cái người mà múa ba lê không? Thấy người ta biểu diễn không? You guys are so dense. Sao mà quý vị là đặc vậy? Hả? Mấy cái người mà múa ba lê á, fantastic performance. Khi mà họ biểu diễn một cái điệu tuyệt vời như vậy, thì quý vị hỏi bản thân mình đi, để mà họ trình diễn cái điều đó rồi họ phải giơ cái chân lên tuyệt vời như vậy đó, thì như vậy là đại đa số thời gian là họ không có cân bằng hay là thường xuyên không có cân bằng. Nghĩ đi, đại đa số thời gian là họ không có cân bằng đâu. Chính vì vậy mà nó mới rất là tuyệt vời. No. Không có hả? If you imbalance, you walk, it's no, nếu như mà quý vị cân bằng là quý vị đi rồi, thì thành ra là nó đâu có cái risk nào đâu. Không có cái gì nó gọi là phi thường hết đó. Nhưng mà cái vấn đề là họ có khả năng làm được những cái điều này là tại vì là họ đi vô trong cái cân bằng, xong rồi sau đó là họ đi vô cái cảnh mà rất rất là bất cân bằng. Cho nên là nó mới là tuyệt vời. Cho nên là mấy người tăng, mấy người ni của thầy là họ không có cân bằng, là tại vì là thầy giữ họ như vậy đó, thầy không cho phép họ cân bằng. Họ là vật lộn. Tất cả bọn họ là đều struggling, đều vật lộn hết đó. Thấy không? Quá nhiều việc để mà làm đi. Không có đủ đồ để mà ăn. Không có đủ thời gian để mà nghỉ. Không có đủ thời gian. Rồi là sư phụ là không có bao giờ hài lòng. Và chính vì vậy, đó là lý do tại sao họ ở đây, họ đang ở cái cảnh giới đó của họ. Sư phụ của thầy là ngày xưa cũng hay thường làm như vậy đối với đệ tử của ngài. Tại vì là họ phải trả. One of the most dangerous things is you only see yourself. You don't no longer have to answer to anyone else. You only see yourself. That's Hinayana. Right. Okay. So thôi thầy mệt quá đi, thầy đói quá. Và buồn ngủ nữa. Okay, folks, let's stop here tonight. Thank you all.